mà mình viết hóa đơn ví dụ cho một cái công ty A mà hóa đơn dưới 20 triệu một ngày, nhưng mà mỗi ngày phát sinh một tờ thì có cần phải chuyển khoản không thầy? Không, tiền mặt được rồi. Vâng. Sẽ hạch toán trên phần mềm Misa cho các bạn xem về cái bảng lương hôm bữa nè. Rồi các bạn thấy màn hình không? Có. Rồi bây giờ cái bảng lương hôm bữa đây. Bây giờ tôi hạch toán thử cho các bạn xem. Đây trên phần mềm Misa. Rồi, giờ tôi làm nè. Đây tôi làm từ nghiệp vụ này, các bạn có cái file này hôm bữa rồi tôi gửi rồi đúng không? Gửi lại cho Vâng. bạn, gửi lại cho bạn nè. Rồi bây giờ chúng ta làm đó, sau này chúng ta đi làm kế toán thì chúng ta vô phần mềm Misa nè, được chưa? Đây là tất cả các phân hệ nè, bên tay trái tôi là phân hệ nè, quỹ, ngân hàng, mua hàng, bán hàng. Còn không chúng ta lên chỗ nghiệp vụ nè, đó nó có từng cái phân hệ đây, chúng ta chọn cái nào cũng được hết. Thì ngay chỗ này á, là với cái nghiệp vụ này, đố bạn biết với nghiệp vụ này chúng ta vô phân hệ nào ở trên này biết không? Có vô phân hệ quỹ không? Có vô đây làm được không? Ông. Quỹ đây liên quan tiền mặt, Vâng. đây được không? Không, Không. đây được không? Không. Này, Bán hàng không. kho, Có không. kho, công cụ, tài sản, tiền lương. Tiền lương ngay chỗ này nè là nó liên quan tới cái vấn đề là chúng ta phải làm về bảng lương rồi luôn, chúng ta làm bảng lương luôn. Ý là nếu mà vô phân hệ lương nha, là chúng ta làm bảng lương luôn các bạn, chấm công nè, tổng hợp chấm công, tính lương nè, thì từ đây nó mới hạch toán chi phí tiền lương. Nhưng mà với công ty mình nhỏ á, thì Vâng. chúng ta làm bảng lương ngoài Excel, chứ còn mà để mà làm bảng lương trên Misa này nó không có phù hợp theo ý của các bạn á, Đúng hiểu rồi. không? Nên lúc Vâng. đó là làm không có được đâu, nên cái chỗ này mình không có sử dụng phân hệ này, mình vô cái chỗ tổng hợp đây nè. Đó, Vâng. mình vô chỗ đây nè các bạn, chứng từ nghiệp vụ khác mà bấm vô đây. Rồi bây giờ chúng ta xem nè, chứng từ nghiệp vụ khác, tôi đố bạn đây là cái màn hình của mình nè, cái màn hình ở đây nè, khi mình nhập liệu, khi mình mở Visa ra mình vô một cái màn hình á, thì chúng ta nhập liệu á, thì cái màn hình đây nè nó có chữ nợ và chữ có nè, các bạn thấy không? Vâng. Thì cái đây gọi là chứng từ ghi, Tôi ghi sổ. đúng rồi, dễ được không? Dễ đây nè, giờ quay lại chỗ này, đây là các bạn, đây là cái nghiệp vụ đầu tiên nè các bạn, là hạch toán về tiền lương nè, bạn thấy không? Hạch Vâng, toán về tiền tính lương nè, ngay chỗ này, ngay chỗ này là hôm bữa chúng ta hạch toán bao nhiêu triệu các bạn biết không? Đây 19 triệu 989 nè. Đó, 19 triệu 989 nè. Thì cái bộ chứng từ ở chỗ này là gì? Kế toán là ghi nợ có là dựa vào chứng từ. là Như bảng lương. vậy bộ chứng từ ở đây nè là chứng từ gốc nè. Nó chính là bảng gì? Bảng bảng lương, bảng chấm công. Bảng lương, bảng chấm công, rồi thêm giờ, rồi báo Vâng. cáo sản phẩm hoàn thành, Rồi và các xác nhận nếu có. hoàn thành rồi cái gì nữa, rồi nếu mà thưởng theo doanh số thì phải có gọi là bảng gì, Bảng, bảng doanh số, bảng 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 chi, xác bảng định tổng. doanh số, vân vân, và Vâng. làm nói chung như thế này nè, các bạn làm kế toán á, là những cái con số liệu ở trên đây nè, là nó phải có cái chứng từ nó chứng minh cho cái vấn đề ở trên này, hiểu không? Các bạn làm kế toán các bạn nhớ không tôi, Vâng. kế toán là giải trình, kế toán là giải trình giải thích thì tất cả cái gì nó đều có chứng từ, thấy các bạn, Vâng. để các bạn yên tâm cái vấn đề đó.
nhớ giùm tôi được không? Dạ. Và hôm bữa tôi nhớ tôi nhắc các bạn một cái vấn đề nữa là làm sao mình muốn làm một cái vấn đề gì đó, ví dụ đây là mình đang làm bảng lương nè, thì chắc chắn 100% trước đó nó phải có chứng Nó có chứng từ chứng từ. Thì chứng từ để lập bảng lương này nó gồm nhiều thứ trong này không, có là gì? nhà bằng chứng công. Bảng chấm công. Vâng, Cái gì nữa? bằng xác nhận sản lượng hoàn thành nếu mà đối với cái khóa sản phẩm. Cái gì nữa? Các bạn cứ nói đi. Cái gì nữa? Ví dụ như giả sử một cái ông ông ấy được có cái thưởng doanh số, thì có như thầy bảo là có cái bảng kê cái sản lượng mà ông ấy hoàn thành, ví dụ như đối với bên kinh doanh là cái doanh số tiêu thụ ấy. Nữa gì nữa, tiếp nữa gì nữa, đúng rồi đó, Vâng, nữa gì nữa, xác nhận làm tăng ca thêm giờ. nữa gì nữa, cứ nói còn thiếu thiếu thông tin để làm bảng lương, mấy cái em nói còn tiếp tục. Thông tin để làm căn cứ làm bảng lương thì tất nhiên là phải có cái quy chế lương thưởng của kia để căn cứ để làm. Nữa gì nữa, hợp Không đồng thì nói gì. lao, À vâng, hợp đồng lao lao động. động đó. Đúng. Các bạn nhớ tôi một nguyên tắc là gì, muốn làm một cái gì đó là trước đó các bạn phải có một cái chứng từ, Có nhiều căn cứ để làm. đúng rồi, nhớ giùm tôi. Vậy tiếp tục nè, khi chúng ta cái đó là vấn đề mình lập một cái vấn đề gì đó, ví dụ chúng ta bây giờ lập viết cái hóa đơn đầu ra, chúng ta bây giờ muốn viết một cái hóa đơn đầu ra cho khách hàng thì phải có chứng từ gì? Phải có giấy cái phiếu xuất kho rồi xác nhận hai bên đã giao nhận hàng với nhau, phải có hợp đồng, có báo giá và Đó, rồi đấy, đúng rồi đó, còn thiếu gì thiếu nữa thì bổ sung. đúng rồi. Và tốt nhất á là khi mà chúng ta làm ở công ty á thì đâu phải là tự động các bạn viết hóa đơn đâu, Đúng rồi. phải có quy trình, Vâng. tức là ai sẽ yêu cầu mình xuất hóa đơn và người đó sẽ cung cấp mình bộ chứng từ gì, chứ không phải là các bạn tự viết hóa đơn. Nên khi mà làm á thì tốt nhất phải có quy trình, hiểu ý tôi nói không? Dạ có. Vậy ví dụ khi các bạn bắt đầu viết cái hóa đơn thì giống như là các bạn sẽ nhận được những cái chứng từ mà em vừa nói là hợp đồng, báo giá, phiếu xuất kho, biên bản bàn giao từ cái người nào người ta gửi qua cho chúng ta đó. Vâng. Đáng lẽ là phải có là phiếu đề nghị xuất hóa đơn từ cái bộ phận giao hàng chẳng hạn. Đúng rồi. Vì xuất hóa đơn sau liên quan đến tiền nộp thuế và cái đơn vị ABC kia, người ta không lấy thì đến lúc sau nó khó. Như vậy tốt nhất để mà làm được á thì á, công ty của mình phải có quy trình, nhớ âm tôi, chưa có quy trình thì phải viết ra, chưa có quy trình thì phải viết ra, ok chưa? Dạ. Ok chưa Mít chưa Dạ có được quy thầy. trình là phải viết ra thì em sau này em mới đào tạo những người nhân viên tiếp theo nó dễ dàng lắm. Các bạn công nhận tôi, các bạn nên viết ra về cái trình tự thực hiện của từng nghiệp vụ phát sinh trong công ty của mình, về tác nghiệp, về mẫu biểu, về luân chuyển chứng từ, cái nghiệp vụ nó phát sinh tại đâu là đầu tiên thì tại đó lập chứng từ, sau đó nó sẽ chuyển tới đai thì người đó sẽ lập chứng từ gì hay ký tá như thế nào, rồi từ Vâng. đó nó sẽ đi tới phòng kế toán kiểm tra hợp pháp, hợp lý, hợp lệ theo quy định công ty, theo quy định nhà nước, thì từ đó mới lập tiếp cái chứng từ ghi sổ, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu kế toán, bla 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 Vâng. bla. Cái bộ thì khúc đó là có chứng từ rồi thì chúng ta mới mở cái phần mềm MISA này ra, mở phần mềm MISA ra chúng ta nhập liệu rồi chúng ta in cái chứng từ ghi sổ ra, kẹp vô cái bộ chứng từ gốc đó, nó trở thành một bộ chứng từ hoàn chỉnh. Như vậy sau khi ghi sổ xong thì chứng từ chúng ta phải lưu Vâng. chứng từ,
Lưu thì chúng ta sao, lưu thì chúng ta phải mở, phải đi ra ngoài tiệm tạp hóa, chúng ta mua một cái file còng, mua một Vâng. cái file còng về, chúng ta bấm lỗ về cái chứng từ đó, chúng ta bỏ vô file đó, hiểu ý tôi Vâng. nói không? Có. Phải lưu Hiểu. file chứ không phải là ghi sổ xong rồi quăng chứng từ tùm lum tà la. Phải lưu, lưu làm sao dễ tìm. Đó là Như một lần bài lượt. toán, đó là Vâng. một cái bài toán tiếp theo, tí nữa tôi sẽ nói với bạn. Như vậy nguyên tắc kế toán không có khó các bạn, kế toán Tắt không kế khó, toán là tỉ mỉ cẩn thận. đúng rồi, tỉ mỉ cẩn thận, không khó, không khó. Nó chỉ khó là do công ty mình muốn làm hệ thống hai sổ à, muốn làm hệ thống hai sổ rồi đẩy cho cái những người kế toán, ép những người kế toán làm đâu đúng. Khi mà làm hai sổ rồi các bạn bù phép chứng từ là không có đúng, tôi đảm bảo các bạn nó không có đúng đâu Vâng. Sao biết đó. nhé? Rồi bây giờ ở đây là bộ chứng từ là bảng lương như thế này nè. Rồi từ đây mới có một cái chứng từ ghi sổ nè. Từ đây nè, mới lập cái chứng từ ghi sổ nè. Lập chứng từ ghi sổ nè. Nó chính là phiếu kế toán. Hạch toán tiền lương. Đó. Phiếu kế toán hạch toán tiền lương. Phiếu kế toán hạch toán tiền lương. Thì trong đây nè, phiếu kế toán hạch toán tiền lương thì đó, nó chính là cái màn hình này. Đó, chúng ta vô nghiệp vụ này, chúng ta vô tổng hợp này, chúng ta vô nghiệp vụ khác này, đó. Rồi được chưa? Đợi tôi một tí, đó này. Rồi, bây giờ chúng ta diễn giải làm sao đây? Ví dụ như ở đây tôi đang đây mình hạch toán cái đây là lương tháng 1 đi. Nè, tháng 1 2022 thì mình diễn giải làm sao đây các bạn? Tính lương tháng 1. Không, không có nói câu đó, nói câu khác, nói câu khác hay hơn, nói câu gì? Tiền lương gì? Lương phải trả. Đúng rồi, Tiền lương tiền, đến tháng 1. đúng rồi, tiền lương tháng 1 2022 đó, hay gọi là chi phí tiền lương tháng 1 xì 2022 đó. Rồi ngày hạch toán ghi ngày mấy, Ngày hạch toán thì ghi thì ngày tính đến mình đang ngày hạch, vào mùng mình đang hạch toán mùng tháng 1 nè, mình đang hạch toán tháng 1 đây, vậy mình ghi 31 ngày, tháng 1 đúng rồi, mình ghi ngày mấy nhanh, 31 tháng 1 đúng rồi, 31/01/2022. Rồi ngày chứng từ, đố các bạn biết là ngày chứng từ là ngày gì? Ngày chứng từ là ngày gì các bạn? ngày phát lương nữa thầy. Lương đồ phát lương. Ngày chứng Ủa thầy, từ. cái ngày hạch toán đó là mình muốn ghi ngày nào, mình ghi trên cái chứng Ngày từ đó. hạch toán là ngày các bạn ghi sổ ngày nào thì ghi ngày đó gọi là ngày hạch toán. Hạch toán tức là ghi sổ. Còn ngày chứng từ tức là ngày chứng từ đó thực tế phát sinh. Hiểu không? Ví dụ Hiểu. vậy nè. Ví dụ bây giờ các bạn tháng 1 các bạn có một mớ chứng từ phát sinh rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn chưa ghi sổ, các bạn đang ở Phan Thiết các bạn chơi. Bây giờ tới ngày 23/2 các bạn mới về Hồ Chí Minh. Các bạn mở phần mềm Misa ra, các bạn ghi sổ tháng 1 thì các bạn ghi ngày hạch toán là ngày mấy? Ngày mấy đây? Ngày hạch toán 3 là tháng ngày 1. 23 tháng 2. 23/2. Ngày Vâng. chứng từ là ngày Là tháng một. cái ngày trên chứng từ. Đúng rồi, nhưng mà thường kế toán làm hai ngày này trùng nhau, Vâng. hiểu không? Đúng là giống như là làm đúng rồi. Làm ý mà làm thường thường vậy các bạn, làm hai ngày bằng nhau các bạn, còn bản chất là nãy tôi nói là như vậy đó. Rồi bây giờ số chứng từ nè, cái này quan trọng nè, số chứng từ tức là đánh ký hiệu chứng từ, ở đây đánh ký hiệu là nghiệp vụ khác nè, NVK nè, hiểu không? RVK. Thì mình ghi N và K cũng được, còn không là ghi là phiếu kế toán đó vậy đó, hay là ghi KT không được, tùy các bạn muốn ghi gì ghi. À, phiếu kế toán này 22 này, 01 này, 001 đó, tức là
năm tháng và số thứ tự. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta ghi, khi mà chúng ta làm trên phần mềm Visa, mai mốt á, các bạn học này xong học lớp thuế, học phần mềm, tôi sẽ chỉ phần mềm sâu sâu hơn. Bây giờ chúng ta chỉ cần biết vậy thôi. Chúng ta muốn mà nhập liệu trong phần mềm á, chúng ta cứ nhập liệu từ trái qua phải, từ trái qua phải nhập liệu hết, nó vậy đó. Rồi bây giờ hạch toán nè, tức là ghi sổ là có nè, đó tài khoản nợ nè, nợ tài khoản nào trên này? Tài khoản 6 nè. Bảng nước này bộ phận nào thầy? Phận kinh doanh nè. 641. Đúng rồi, chúng ta ghi là 6411 nè, đó thấy không? Hiểu không bạn? Có. Đó, đó là ví dụ nè, đây là trên đây nó thể hiện là 6411, 6412 bà la quá trời nè. Chúng ta muốn muốn biết là cách hạch toán đúng từng cái khoản mục này thì chúng ta phải lấy cái gì ra, chúng ta đọc thông tư 200. Đúng rồi, lấy thông tư 200, lấy sách 4 cuốn tôi ra đọc đi, tôi cũng có ghi á. Vâng. Rồi, chúng ta bấm vô đây một cái. Tài khoản có nè, chúng ta ghi tài khoản nào đây? 3341. Đây, 3341 nè, chúng ta gõ nè. 3341 nè, đó. Ở đây có 3341 và 3348 thì bây giờ tạm thời các bạn cứ lấy 3341 là những người có đóng bảo hiểm. Còn 3348 là những người không đóng bảo hiểm. Đó, tạm thời vậy, tách ra vậy, được không? Được. Bấm vô đây một cái, đó. Số tiền bao nhiêu đây? Số tiền bao nhiêu các bạn? 11 989 89 615. 11 989 615. Thử coi đúng, coi lại coi đúng không nha. Bằng nè, mình nháp lại coi. Ông này cộng nè, ông này, ông này, ông này, ông này, ông này, ông này. Rồi cộng cho ông này, cộng ông này, cộng ông này. Ồ, nãy là bao nhiêu? Nãy là 11 bao nhiêu các bạn? 1589 615. Nãy là 11 989 615. Vậy nó lệch lên bao nhiêu tiền? 100. À, lệch 400 ngàn là... À, trang phục. Mình thiếu trang phục rồi, mình cộng vô. Đó, phải lợi. Cộng vô là mình cộng thiếu thì thua. Nhưng mà cái bảng lương này có đúng không? Không thầy. Bảng lương này là bảng lương là mấy anh dịch vụ kế toán hay là mấy anh bù phép, hiểu chưa? Vâng. Tiền trang phục đấy đâu phải là tính chất tiền lương, tiền công đâu mà đưa vô đây. Trả một lần 5 triệu mỗi tháng nhận 400 ở đâu ra? Rồi. Đó, 11 triệu 11 989 615. Để chúng ta ghi ở đây. 11 989 615. Đó. Rồi, như vậy thôi các bạn. Đó, còn mấy cái trường này các bạn tự nghiên cứu thêm gì thêm không thôi. Nó phức tạp thì cứ nè, đó à, ngay chỗ này có chỗ này nè các bạn. Nè, giờ nè. Có khoảng một là chi phí không hợp lý. Tức là làm sao? Nếu mà 6411 đây nè. Sau này mà cái này là để phục vụ cho các bạn khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Tức là mình ghi vào chi phí mà thuế không chấp nhận thì mình list vô đây. Thì để sau này mình khi mình quyết toán á, mình lọc ra những cái chi phí không hợp lý để mình đưa lên cái quyết toán thuế nhập doanh nghiệp. Hiểu không? Còn nó hợp lý thì bỏ ra. Rồi được chưa? Hiểu chỗ nào? Vâng, nó hợp lý thì không phải ghi vào đấy. Đúng rồi. Còn không hợp lý thì tích vô. Để sau này như nó thế ra. Nào là không hợp lý thì mai mốt các bạn học tới phần thuế tôi sẽ nói các bạn. Bây giờ tạm thời các bạn hiểu là chi phí mà không có hóa đơn giá trị gia tăng là không hợp lý. Bà. Hiểu chưa? Trừ tiền lương. Trừ tiền lương. Tiền lương này nó không cần hóa đơn mà nó chỉ cần một bộ chứng từ như thế này thôi. Bà. Đó, tiền lương nó cần bộ chứng từ như thế này thôi. Chứ đâu có cần hóa đơn. Hiểu chưa? Dạ. Bây giờ tạm thời các bạn có hiểu là chi phí không có hóa đơn là không hợp lý theo thuế. Đó, hiểu nôm na là như vậy đi. Rồi, làm xong nè. Các bạn bấm nút cắt.
Nếu mà cái này nè mà nó có thuế á, thì các bạn muốn vô trường thuế này các bạn ghi mục đích nè, mục đích ghi cái thuế này nè. Nè chúng ta tôi nói lại nè, khi làm visa cứ ghi từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, ghi tất cả cái tab luôn. Nếu mà mình ghi tab thuế đây là để phục vụ khi làm tờ khai thuế chị ta, vậy thôi. Mình ghi vô cái tab thuế này là để phục vụ khi làm tờ khai thuế chị ta, rồi hiểu không? Vâng. Đó. Rồi bây giờ làm xong bấm nút cắt nè, nút cắt tức là nút ghi, nút lưu, bấm. Rồi ghi sổ xong rồi các bạn. Đó, ghi sổ xong rồi chúng ta bấm nút đóng. Chúng ta vô lại cái nghiệp vụ khác nè, nó thể hiện nè. Nè cái này từ ngày tới ngày, tức là từ tháng 2 giờ chúng ta chỉnh lại đây là 01/01/2022. Chúng ta bấm lấy dữ liệu thì nó ra là đó, nó ra là thấy không? Hiểu chưa? Rồi chúng ta muốn sửa đó, nó sai. Sai chúng ta sửa, chúng ta bấm vô nè. Đó, chúng ta muốn sửa chúng ta bấm bỏ ghi. Chúng ta bấm bỏ ghi, chúng ta bấm nút sửa. Rồi từ đó chúng ta sửa lại. Sửa xong bấm nút cắt. Rồi, hiểu chưa? Dạ. Rồi. Sau khi ghi xong nghiệp vụ này, sau khi ghi xong nghiệp vụ này thì tôi đố các bạn biết là nó làm sao các bạn? Nó ghi vào cái sổ gì nè? Các sổ ghi nghiệp vụ trên nè. Các sổ ghi cái nghiệp vụ trên. Sổ chi tiết tài khoản. Nhất là sổ gì? Sổ tài khoản 641. Sổ chi tiết tài khoản 641. Chưa đúng. Sổ gì? Nhật. Nhật gì? Nhật ký chung. Đúng rồi. Sổ nhật ký chung. Ký chung. Nhật ký chung nè. Rồi. Ghi sổ gì nữa? Sổ cái. Sổ cái tài khoản. Tài khoản nào? Với nghiệp vụ này, nghiệp vụ này nó đang ghi hai cái tài khoản này nè, để mình ghi số cái này, số cái tài khoản 6411 và 3341. Rồi có ghi sổ chi tiết gì không? Không, không, không. Ừ. Vì vì nó không có đối tượng, và vì nó không có, nó không có mặt hàng, nên không ghi sổ chi tiết, chỉ ghi hai sổ thôi. Rồi được chưa? Rồi ạ. Để các bạn xem nè, giờ nè. Rồi giờ nè, bây giờ khi chúng ta làm này xong rồi, chúng ta bấm nút in nè. Đó, đây chứng từ kế toán nè. Ta bấm lên nè. Tôi chỉ các bạn cách lưu luôn nha, rồi mai mốt rồi không học cách lưu nữa nghe chưa? À, à. Chứng từ kế toán nè. Nó chính là chứng từ ghi. Từ ghi sổ. In nó ra. In nó ra, vì nó có chữ nợ có nè. In nó ra kèm theo bộ chứng từ gốc. Thầy thầy, chứng từ kế toán này không có chỗ người lập nhỉ, hay là mình có sửa mẫu được không thầy? Sửa mẫu cũng được. Vâng. Sửa mẫu vô sửa mẫu nè. Nha. Vâng. Còn không sửa mẫu thì khúc đây nè, người lập viết ở dưới được không? Tự viết luôn. Vâng. Đó, muốn làm sao lại? Không sửa mẫu, vô sửa mẫu mình sửa. Rồi giờ nè, in cái này ra kèm theo cái bộ chứng từ gốc này. Đây nè, kèm theo nguyên cái bảng lương, kèm một bớ bồng bông nè, để nó chứng minh cho vấn đề ghi nợ có này. Rồi hiểu không? Có, hiểu rồi. Rồi. Rồi, vậy là xong. Bây giờ chúng ta xem bắt đầu nó ghi vào nhật ký chung nè các bạn. Thì chúng ta muốn biết ghi vào nhật ký chung, chúng ta bấm báo cáo nè. Chúng ta vô tổng hợp nè. Chúng ta xuống dưới chúng ta thấy là nhật ký chung nè. Được chưa? Đâu rồi? Đây sổ nhật ký chung nè, chúng ta bấm vô đây. Đó. Chúng ta gõ cái chỗ này là 01/01/2022 tới một cái tháng nào chúng ta cần xem. Rồi. Rồi chúng ta như vậy thôi, khỏi tích hại này.
cũng đồng ý nè, đó cái nhiệm vụ đó là các bạn thấy không, thấy Tôi ạ. chưa, ngày hạch toán nè, ngày chứng từ, số chứng từ nè, nói chung là trên cái màn hình mà chúng ta nhập liệu á, chúng ta ghi cái gì thì nó thể hiện trên cái nhật ký chung chúng ta nè, thấy Vâng. đó. Ở đây nên chúng ta thấy là nợ có nè, đó thấy không nè, nợ có nó bằng nhau rồi đó, hai cái bằng nhau rồi đó, được chưa. Rồi. Rồi vậy là xong, bây giờ chúng ta muốn vô lại cái phiếu đó thì chúng ta bấm đây là đó. Bây giờ khi mà sử dụng phần mềm á, chúng ta bấm vô mà cái gì mà nó hiện bằng tay á, là chúng ta cứ bấm vô là nó hiện lại cái chỗ đó. Ừ, hiện lại là đó, hiểu chưa. Rồi. Rồi vậy chúng ta qua cái sổ cái nè, chúng ta xem sổ cái nè, đây đây chúng ta bấm vào đây đó, chúng ta chọn nè, đây đây chúng ta chọn ba 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 bốn, chúng ta tiếp vô một cái nè, chúng ta chọn tiếp tài khoản nào đây, 6411 này, chúng ta chọn đó, đây chúng ta chọn 01012022 31012022, ta bấm ok đó, nó ra hai sổ cái chúng ta nè, sổ cái thứ nhất là 3341 nè, sổ cái 3341 nè, đó nó ghi nè, ngày tháng ghi sổ nè, chứng từ số hiệu ngày tháng nè, đây là ngày tháng trên chứng từ, ở đây là số chứng từ nè, diễn giải nè, bỏ cái cột này đi, tài khoản đối ứng nè, mình đang ghi sổ cái tài khoản nào đây, 3341. thì tài khoản đối ứng là tài khoản còn, Và còn tài khoản lại, số 41. còn lại số tiền nè, số tiền đây là nợ và có đây, tức là số tiền nợ và có của tài khoản 334, 41. 3341 nó đang ghi nợ ghi có vậy, Thì có. ghi có nè rồi, hiểu không. Dạ. Còn cái số phát sinh rồi số dư cuối kỳ này, là nó đợi cuối tháng nó cộng lại rồi nó tính ra rồi, hiểu không. Có Rồi còn bây giờ đây là mình đang xem sổ cá tài khoản nào đây, 3341 không đúng đây 6411 đó, y hệt như vậy luôn nè, một gì rõ gì. Và đây là số hiệu tài khoản đối ứng nè, đây ba ba là bốn tài khoản đối ứng là tài khoản còn lại của nghiệp vụ đó, mình đang ghi 6411 thì tài khoản đối ứng là 3341, 6411 nó đang ghi nợ ghi có đây, tin nợ. nó đang ghi nợ nè, thấy không. Ủa tại Vâng. sao 641 thì nó đang có số dư đây, đang có số dư là lý do làm sao, Mình chưa chi lương, mình chưa kết, chưa kết chuyện. chuyển vào 911, hiểu ý tôi nói không. Vâng. Mình học làm sao cuối tháng từ tài khoản loại 5 cho tới tài khoản loại 8 kết chuyển vào tài khoản loại, Chín. thì từ loại 5 tới loại 8 kết chuyển vào loại 9 là những cái tài khoản từ 5 tới 9 không còn số dư. Nghĩa Vâng. là khi các bạn mà in sổ sách ra mà các bạn thấy mấy ông này mà có số dư rồi, các bạn làm chưa đúng là làm bị sai Sót rồi, hiểu chưa. rồi, Hiểu không biết Thúy. em hiểu rồi. Rồi ví dụ các bạn không bấm vô đây, các bạn bấm vô đây sổ chi tiết tài khoản đó, sao không được hết, bấm chỗ nào xem cũng được hết. Đó nó cũng ra nè, nó thấy không đó. Rồi xong xong rồi, bắt đầu mình in cái chứng từ ra, mình lưu thành bộ chứng Thì từ sạc mất nhanh rồi, tiếp nè, bây giờ 50 giờ nè,50%. các bạn muốn biết rằng cái nghiệp vụ, các bạn muốn biết rằng trong tháng đó công ty có bao nhiêu nghiệp vụ, thì các bạn lấy cái sổ nào các bạn xem, trong tháng đó các bạn biết công ty có bao nhiêu nghiệp vụ, hoặc là trong năm đó các bạn biết công ty có bao nhiêu nghiệp vụ, thì lấy cái sổ nào xem, sổ nào, Nhật ký chung. đúng rồi, in sổ nhật ký chung ra đó, vô đây chúng ta xem từ 11 tới 341 là chúng ta bấm đây đó. Vậy là công ty này nè, công ty này hiện tại là nó có mấy nghiệp vụ,
Cái này là có hai có một. hai nghiệp vụ thôi, nguyên cái tháng 1 cũng có hai nghiệp vụ thôi. Đó. Vậy là các bạn mà làm ở công ty có ít nghiệp vụ á là lương nhiều hay ít? Ít. Ít nghiệp vụ ngồi chơi không lấy đâu lương nhiều, hiểu không? Nhưng mà cũng tùy theo, hiểu chưa? Tùy theo cái giá trị của cái nghiệp vụ ấy nó bao tiền. Đúng rồi, tùy theo cái doanh thu của công ty mình. À. Rồi bây giờ nè, ví dụ nè, bây giờ nè, bây giờ tôi đang ở tháng 1 2022, tôi muốn lấy chứng từ của cái nghiệp vụ này ra, của nghiệp vụ này nè, thì tôi làm sao? Tôi muốn xem chứng từ của nghiệp vụ tiền lương này thì tôi làm sao? Lấy ở trong cái tập mà lưu chứng từ ra xem. Đúng rồi, cái tập mà chúng ta lưu chứng từ, chúng ta đánh ký hiệu làm sao để chúng ta nhìn vô chúng ta biết đây là phiếu kế toán 2201001 luôn. Thì mình sắp xếp theo lần lượt theo ngày phát sinh theo số thứ tự của chứng từ từ bé đến lớn. Đúng Xong rồi, rồi xếp theo tháng. đúng rồi. Rồi Vâng. cái bìa bên ngoài mình ghi là cái gì? Chứng từ hạch toán tháng 1 hoặc là theo năm thì mình xếp đấy. Không đúng, làm vậy là hồi có mình em hiểu luôn Vâng. nè. Giờ nè, cái số chứng từ nè, các bạn đánh ký hiệu làm sao thì các bạn nên cái bìa bên ngoài á ghi y hệt như vậy. Thì cái bìa bên ngoài các bạn ghi là phiếu KT, là bi KT chẳng hạn, tháng 1 2022 từ số mấy tới số mấy, hiểu ý tôi nói không? Có Có hiểu. nghĩa là cái bìa của các bạn ghi là cái bìa của các bạn ghi ghi sao, ghi vậy nè nè, bìa của bạn á, bạn ghi vậy nè, test nữa rồi. Đây, bìa của bạn, bạn ghi là phiếu KT đó, tháng 1 xịt 2022 từ 001 Đến đến 100. đến 100 đó. Đây là cái bìa bên ngoài các bạn ghi nè, đó, phiếu KT nè, đó là đúng cái trong này luôn nè các bạn nè, hiểu không? Vâng. Đó. Tôi chỉ các bạn cách lưu luôn rồi nha. Rồi bây giờ qua ngay chỗ này đi, bây giờ muốn tìm chứng từ của cái ông này thì mình lấy làm sao? Giờ mà cái này nè, đây là nó ghi là gì đây? BC là gì? BC là báo có. À, chứng từ ngân hàng. Báo có ACB. Như vậy ngay chỗ này, hôm bữa tôi chỉ các bạn cách lưu chứng từ ngân hàng thì ngay chỗ này các bạn ghi cái gì đây? Hôm bữa tôi chỉ các bạn cách lưu chứng từ ngân hàng rồi. Chứng từ ngân hàng là mình lưu theo từng ngân hàng. Vậy ngay chỗ này là các bạn ghi là ngân hàng ACB. ACB. Tháng 1. Tháng 1 2022. Nếu bạn ghi là từ số mấy đây? Các bạn ghi đây là từ số 001 rồi. Các bạn chỉ cần ghi vậy thôi, từ 001 đến 100 nữa hả? Đó, cái bìa đây là của ngân hàng ICB. Rồi khúc bạn, các bạn đây là tháng 1 thì các bạn trong ở bên trong đó nè, ở bên trong của cái bìa này các bạn sẽ in cái sổ chi, sổ phụ ngân hàng để lần trước, sổ phụ ngân hàng để Vâng. lần trước. Chứng từ cần làm Kèm sao? theo sau là một bộ chứng từ của ngân hàng báo nợ báo có theo trình tự của cái sổ phụ ngân hàng này. Vâng. Rồi xong, hiểu không? Có. Còn không các bạn lưu theo kiểu là báo có để trước, để nguyên cái báo có theo trình tự thời gian, xong cái báo có đi,
các bạn để tới cái báo nợ theo trình tự thời gian cũng được luôn, muốn lưu sao luôn. Rồi xong rồi tiếp là bây giờ qua cái nhiệm vụ số 2, làm một nhiệm vụ thôi để tôi chỉ các bạn cách đánh thôi. Đây nhiệm vụ số 2 nè các bạn, nhiệm vụ số 2 là khấu trừ gì đây? Khấu trừ tiền bảo hiểm đúng không? Vâng, khấu trừ bảo hiểm bên đây nè, đó khấu trừ bảo hiểm, khấu trừ bảo hiểm các bạn. Rồi khấu trừ bảo hiểm, khấu trừ bảo hiểm thì bộ chứng từ là gì? Bộ chứng từ dưới đây là gì? Bộ chứng từ là gì các bạn? Bảng, bảng lương, bảng lương. Rồi từ đây nè, từ đây nè, lập chứng từ ghi ghi sổ là phiếu kế toán. À, rồi vậy bây giờ chúng ta xem, chúng ta vô nghiệp vụ tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác, chúng ta diễn giải làm sao các bạn? Chúng ta diễn giải làm sao? Diễn giải làm sao? Cái chỗ lương này là trừ của người lao động thầy nhỉ? Ừ, đây là trừ trừ người lao động, đây là trừ người lao động. Chúng ta diễn giải làm sao? Diễn giải là chi diễn giải làm sao? Các bạn đọc giùm tôi. Hay bí từ nhỉ? Tiền người lao động thế nào? Nè nè, trên đây tôi có ghi rồi nè, trên đây tôi ghi rồi, mắt các bạn không thấy đường hả? Tôi có ghi rồi mà. Hãy ghi nguyên cái nội dung đấy của thầy được. Ghi thêm vô cho đẹp đẹp. Hạch toán bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp mà người lao động chịu tháng mấy? Tháng 1. Tháng 1 sự 2022. Rồi, ngày hạch toán ngày mấy? 31/1. 31/1. Sự 31/1/2022. Ngày chứng từ cũng vậy luôn. Nè, số chứng từ nè. Số chứng từ nó nhảy lên 002 nè, các bạn thấy không? Vâng. Tức là mình lưu cái nghiệp vụ này chung với lại nghiệp vụ tiền lương luôn. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta ghi nợ nè, chúng ta ghi 3341. Rồi, có tài khoản 3383. Số tiền, số tiền là nhiêu các bạn? Đấy, 560.000. 560. Rồi, chúng ta xuống dòng. Chúng ta xuống dòng, chúng ta bấm chỗ này. Đó. Rồi, chúng ta như thế này luôn. Ta ghi 3384 105 105. Rồi, chúng ta xuống dòng, chúng ta bấm như đây. Ta gõ 3386 là 70.000. Đó. Chúng ta thấy học phần mềm nó làm sao, nó buồn ngủ không các bạn? Không. Hả? Thấy học phần mềm, học phần mềm có buồn ngủ không? Không. Không hả? Bà biết cho nên nó không buồn ngủ. Học phần mềm buồn ngủ lắm. Phần mềm mới có video của Mesa rồi. Các bạn lười biếng thôi. Chúng ta học kiến thức, chúng ta biết kiến thức. Mấy phần mềm mới là công cụ. Đúng. Chúng ta làm đơn giản thôi, phần mềm tự học cũng được, mất thời gian. Cứ học căn học cái nội dung cái cốt lõi mê phổ biến ra và học bản chất. Phần mềm tôi chỉ một cái là các bạn, à nó đơn giản như thế này thôi. Là bấm cắt. Cái sau cứ thế nhân bản nè, dồn nè. Khi mà các bạn không biết làm á, các bạn bấm F1. Nó hiện ra nè. Nó hiện ra cách sử dụng phần mềm các bạn. Đó, nè hiện ra cách sử dụng phần mềm Misa nè. Đó thấy không? Có. Đó, hiện ra cách sử dụng phần mềm Misa nè. Đó, tha hồ mà chúng ta học ở trên này. Đó, quá trời luôn nè, vô tất cả phần hệ chúng ta học thôi. Nó có video luôn, nó có video luôn, nó tha hồ chúng ta học. Video.
rút tiền ngân hàng, nhập quỹ tiền mặt thì làm sao nè, đó định khoản luôn nè, mô tả nghiệp vụ nè, video nè, đó nè, định khoản nè, đó giống mình học nè, mô tả nghiệp vụ luôn nè, làm sao nè, các bước thực hiện nè, đó vào phân hệ quỹ nè, táp gì nè, chọn nè, đó học được không? Được. Trời quá đơn giản, chúng ta không chịu ấy thôi, phần mềm bạn bỏ ra một tháng các bạn tự nghiên cứu F1. Mỗi ngày học một tài khoản, Ừ. ghi sổ vào. Còn tôi chỉ cho các bạn là tôi chỉ cho các bạn hình thức nó đang là như vậy á. Rồi, hạch toán hai nghiệp vụ thôi. Vậy là ok chưa? Dạ. Biết cách làm chưa? Biết ạ. Đó, nó là như vậy các bạn. Rồi, hôm nay chúng ta học kế toán hàng tồn kho. Hôm nay chúng ta học kế toán hàng tồn kho các bạn. Rồi. Thì mình sẽ qua một kế toán vận hành. Thì đầu tiên là mình hay nói cái vấn đề gì, làm gì, sao các bạn, công việc phải biết được cái gì, biết được cái công việc cuối cùng của người làm kế toán hàng tồn kho. Tồn kho là gì? Nó chính là báo. Cáo. Vậy báo cáo cái gì các bạn? Cáo tồn kho. Báo cáo Ok. xuất nhập tồn, báo cáo nhập xuất tồn. Nhập xuất tồn theo từng mặt hàng. Theo từng mặt hàng. Theo từng kho luôn của công ty. À, vào bất kỳ thời gian nào, à, thời gian nào, à, rồi tiếp, như vậy chúng ta biết được cái công việc cuối cùng rồi thì chúng ta phải triển khai đúng không, triển khai nó để làm sao để báo cáo được, phải làm sao, làm sao để báo cáo được. Ví dụ như chúng ta kinh doanh hai mặt hàng đi, mặt hàng mì gói và mặt hàng nước suối, đúng không? Chúng ta kinh doanh hai mặt hàng thôi thì chúng ta báo cáo nhập xuất tồn của mấy mặt hàng? Hai. Hai mặt hàng thôi. Vậy bây giờ chúng ta triển khai để mà làm được nhập xuất tồn của hai mặt hàng này. Nhập xuất tồn ở đây là chúng ta phải báo cáo được cái gì? Tồn Số lượng hàng đâu? tồn ok, Tồn đầu kỳ gồm có số số lượng lượng đơn giá và giá trị trị giá, và nhập trong gì, nhập trong nhập trong kỳ kỳ cũng tương tự như vậy luôn, số lượng đơn giá và trị giá luôn, và xuất trong xuất trong kỳ trong kỳ và tồn cuối. tồn cuối kỳ. Đó, chúng ta phải làm được cái vấn đề này. Giờ triển khai để làm được cái báo cáo nhập xuất tồn mà nó đầy đủ được những cái này thì chúng ta phải có cái gì, muốn làm được báo cáo đó thì phải có sổ sổ sách của những cái tài khoản có liên quan đến nhập xuất tồn. Nhập xuất tồn như trên, nhưng mà sổ ở đây chính là sổ chi tiết theo từng mặt hàng, chứ còn lấy sổ cái cứ làm được không? Không. Vậy là sổ cái 100% cũng phải ghi, cũng phải ghi, cái đó điều hiển nhiên rồi, nhưng mà để làm được báo cáo này phải ghi, phải lấy sổ chi tiết. Vậy trong trường hợp đây là công ty mình là công ty thương mại đi thì mình lấy sổ chi tiết theo từng mặt hàng, thì mình lấy sổ chi tiết nào, lấy sổ chi tiết nào đấy các bạn, lấy sổ Tôi chi chi tiết tiết theo từng mặt hàng của mặt hàng mì đi mì gói gói và sổ chi tiết của cái gì, và lấy sổ chi tiết của mặt hàng nước suối. ừ. Đó.
Rồi. Rồi được chưa? Rồi ạ. Như vậy các bạn có hình dung ra được cái sổ chi tiết của mặt hàng mì gói và nước suối chưa? Rồi ạ. Sổ chi tiết mặt hàng mì gói và nước suối nó phải có thông tin số lượng, đơn giá và thành tiền và trị giá. Nó gồm có đầu kỳ, nhập, xuất, tồn cuối luôn. Tức là nó phải có những cái thông tin như y hình như thế này thì mình mới lên được cái nhập xuất tồn y hình như thế này. Hiểu không? Có. Trời ơi, lớp này bao nhiêu đứa đây? Lớp này có 6 người mà không có ai. Thu Anh bữa nay im lặng. Thu Anh đó rồi. Rồi Thu Dạ Anh em nghe thầy. Thu Anh nghỉ luôn. Thu Anh này im lặng đó. Không không, em có nghe. Có nghe thầy ơi. Bạn Thu Anh mà nghe nói chứ để... Hả? Dạ. Chị Thu Anh mà nói chuyện là lớp mình rôm. Em đang lắng nghe mọi người. À, có bạn Thu Anh nó mới rôm rã. Rồi tiếp tục nè. Đâu có. Em mà vô mất công bị mắng vốn rồi. Có đâu mắng vốn. Không có mắng vốn. Em nói kệ em. Tôi nói kệ tôi. Có đâu. Mấy cái này tôi nhắc đi nhắc lại hoài đúng nha. Mình làm kế toán một phần hành nào đó thì các bạn phải biết được cái công việc cuối cùng của mình là gì, rồi từ đó mình mới triển khai. Được chưa? Rồi ạ. Rồi. Tiếp tục. Vậy là đạt được rồi nè. Vậy ghi sổ đây á, là mình biết được để nhập xuất tồn rồi. Nhưng mà bắt buộc là mình phải hạch toán nữa các bạn. Phải hạch toán nợ có nữa. Hạch toán nợ có nữa. Hạch toán nợ có là liên quan tới tài khoản. Vậy là mình khi mình làm cái kế toán hàng tồn kho nè, mà công ty thương mại nước suối nè, thì mình phải biết là cái ông kế toán trưởng á, mấy cái vấn đề mà phân công công việc hạch toán tài khoản nào thì vô công ty người ta sẽ nói cho các bạn, nên các bạn yên tâm, mỗi công ty nó mỗi kiểu, nên các bạn cũng không có phải lo lắng là ủ kế toán hàng tồn kho ông thầy ông dạy hạch toán như vậy tại sao vô công ty này hạch toán khác. Đó là tùy mỗi công ty. Ừ. Vậy bây giờ nè, bây giờ hàng tồn kho công ty thương mại như vậy hạch toán nợ có thì nó sẽ có cái nghiệp vụ này nè các bạn. Thứ nhất là nhập kho. Thì ông kế toán trưởng á, công ty này nó có kế toán kho và kế toán thanh toán, cũng như kế toán công nợ phải thu, phải trả. Thì nhập kho á, ông kêu nè, không cần phân biệt trả tiền hay chưa, thì kế toán kho cứ dựa vào bộ chứng từ mà đã có kiểm hàng nhập kho. Kiểm hàng nhập kho tức là có chữ ký thủ kho chẳng hạn, có chữ ký thủ kho trên biên bản giao nhận hàng. Đó. Trên biên bản giao nhận hàng, trên biên bản kiểm hàng thì kế toán kho lập phiếu nhập kho và ghi sổ như sau. Đó là tôi diễn giải, còn em chỉ cứ cần biết là ghi như thế này thôi. Đó, kế toán luôn luôn ghi như thế này đó các bạn. Rồi đây là kế toán kho ghi như thế này. Như vậy cái nghiệp vụ này là nó ảnh hưởng tới mấy tài khoản các bạn? Ba tài khoản. Có phân biệt là đã trả tiền hay chưa trả tiền không? Không. Vậy cái nghiệp vụ này ảnh hưởng ba tài khoản. Mà nãy tôi nói cái công ty này là nó có kế toán kho là mình đây nè, và nó có kế toán công nợ, và nó có kế toán thanh toán, nó có kế toán thanh toán, nó có kế toán kho kiêm kế toán công nợ phải trả. Kế toán kho kiêm kế toán công nợ phải trả. Đó, hai ông này. Và cái tài khoản thuế đây
là ông kế toán tổng hợp ông làm. Tài khoản thuế này là liên quan đến ông kế toán tổng hợp. Ý là công ty này là tôi phân như vậy, được chưa? Được. Tôi nhắc lại nha, khi mình ghi sổ một nghiệp vụ á là chắc chắn 100% nó ảnh hưởng nhiều kế toán. Tức là nó ảnh hưởng từ loại 1 cho tới loại mấy? Từ loại 1 cho tới loại loại 9. Một nghiệp vụ xảy ra nó ảnh hưởng từ 1 tới 9 thôi các bạn. Và trong công ty của mình nó có 4 kế toán đi, thì 4 kế toán đó phải phân chia nhau theo dõi từ 1 tới 9, không bị trùng. Hiểu ý tôi nói không? Ủa? Tức là cái một nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra nó ảnh hưởng từ loại 1 tới loại 9 thôi. Và phòng kế toán mình có 4 người, thì 4 người đó khi phát sinh nghiệp vụ nào nó liên quan tới người nào thì người đó ghi thôi. Cái đó là do ông kế toán trưởng ông phân công. Như vậy là từ 1 tới 9 này nè là nó nằm trong 4 ông đó. 4 ông đó phải theo dõi cho nó đủ từ 1 tới 9. Vậy là công việc của ai làm? Vậy thôi. Vậy bây giờ nhìn trên đây, công ty thương mại này nó có một kế toán kho kiêm kế toán công nợ phải trả, và một ông kế toán tổng hợp, và một ông kế toán thanh toán. Rồi, vậy đây, hiểu như vậy được rồi. Tiếp nè, như vậy cái nghiệp vụ này là nó ảnh hưởng tới ông kế toán kho kiêm kế toán công nợ phải trả và ông kế toán tổng hợp. Như vậy tài khoản 133 này là ông kế toán tổng hợp có hạch toán không? Không. Mà ông chỉ theo. Ông theo dõi. Vâng. Ông có trách nhiệm, ông theo dõi cái ông này. Ông có trách nhiệm. Như vậy các bạn rút ra một điều là một nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra ảnh hưởng tới nhiều kế toán phần hành, thì mấy người ghi sổ? Một người ghi sổ thôi. Ai ghi sổ thì người đó lưu chứng từ. Nói giùm tôi, ghi lại giùm tôi. Ai ghi sổ thì người đó lưu bộ chứng từ phát sinh của nghiệp vụ đó. Đúng rồi, không có chứng từ thì căn cứ đâu mà ghi sổ. Đúng rồi, đúng, nói câu đó đúng. Còn những người mà có liên quan muốn lưu thì tìm mọi cách để lưu photo, bản photo thôi. Chứ còn chứng từ gốc là người nào ghi, người lập chứng từ đó sẽ lưu. Rồi, nhớ tôi, đó là cái nguyên tắc của tôi đưa ra nha. Nguyên tắc của tôi đưa ra. Còn sau này vô công ty kế toán trưởng nó phân khác tôi được không? Nó kêu cách lưu khác tôi được không? Có. Bình thường, miễn sao làm sao? Cách nào khoa học và dễ tìm nhất thì là mình níu. Đúng rồi, miễn sao sau này dễ tìm kiếm chứng từ là được. Đó là cái cách. Rồi. Vậy bây giờ hạch toán đó nó là như vậy các bạn. Rồi. Triển khai đó, hạch toán nó là như thế này. Vậy ông kế toán hàng tồn kho, ông sếp ông kêu hạch toán nhập kho là như thế này. Và cái thứ hai là hạch toán xuất kho. Hạch toán xuất kho. Hạch toán xuất kho. Hạch toán xuất kho thì sẽ hạch toán là nợ của 632 và có của 156. Nếu hàng bán ra rồi, còn nếu mà hàng gửi đại lý thì ghi nợ của 157 có 156. Đó là ông kế toán trưởng ông nói mình vậy đó. Ông kêu công ty mình có hai hình thức bán hàng trực tiếp thì em ghi như thế này, còn bán hàng qua đại lý hưởng hoa hồng, tức là mình sẽ có đại lý là nó bán hàng theo kiểu là khi nó bán được hàng nó sẽ được hưởng hoa hồng chứ không phải là mua đứt bán đoạn. Cái này là hàng gửi bán đại lý.
Đó các bạn, thì sao toán như thế này: hàng gửi bán đại lý. Rồi như vậy là ổng đã chỉ cho mình về cách hạch toán luôn. Mình làm kế toán kho, mình chỉ làm ba cái này thôi. Rồi hiểu ý tôi nói không? Có. Rồi vậy đó các bạn. Như vậy là triển khai nè, phải có sổ chi tiết. Mà muốn sổ chi tiết thì mình phải hạch toán mấy cái này. Đó. Vậy muốn hạch toán mấy cái này thì phải có bộ chứ. Bộ chứng từ gốc. Thứ ba là bộ chứng từ. Nó đây cứ triển khai, các bạn thấy là tôi dạy kế toán từ phần hành, cái ý là nó xem nó giống nhau không các bạn, nó theo trình tự không, nó giống nhau không, nó giống nhau không mới thấy. Vậy giống gì? Giống nhau y hệt, khác nhau đâu. Kế toán là cái gì? Báo cáo, sổ sách, chứng từ. Là khi mà mình triển khai cái công việc của mình á, nó là như vậy. Còn khi mình bắt tay vô mình làm á, là mình đi ngược lại, chứng từ rồi mới là sổ, rồi mới là báo cáo. Đó. Khi phỏng vấn thì mình trả lời, khi phỏng vấn xin việc thì mình trả lời, để mà nhà tuyển dụng tuyển mình thì mình trả lời báo, mình trả lời công việc cuối cùng của mình thôi. Mình trả lời làm sao mà em sẽ làm được báo cáo cho anh nhập xuất tồn theo từng mặt hàng vào bất kỳ thời gian nào đảm bảo với anh kịp thời, được chưa? Và cái động tác tiếp theo hôm bữa tôi nói là cái gì mà cân đong đo đếm được thì nói thêm một cái câu là làm sao em sẽ thường xuyên đối chiếu với lại thủ kho và kiểm kê. Nói mấy câu đó vô, em kiểm kê thường xuyên luôn, một tháng em kiểm kê một lần, khi kiểm kê có biên bản kiểm kê luôn, hiểu không? Và kiểm kê đột xuất, mục đích kiểm kê là để làm gì? Để kiểm soát, kiểm tra. Mục đích kiểm kê để làm gì các bạn? Để kiểm tra số lượng tồn. Đúng rồi, mục đích kiểm kê là để khẳng định lại cái số liệu báo cáo nhập xuất tồn đây nè, nó có đúng ngoài thực tế hay không, hiểu không? Có. Nếu mà sổ sách của mình theo dõi mặt hàng mì gói tại ngày 31 tháng 12 2022 nó còn là 10, nhưng mà khi kiểm kê nó còn là 9 thôi, cái này thừa hay thiếu? Thiếu. Sổ sách mình báo cáo cho sếp á, mì gói là nó còn 9, nhưng mà khi kiểm nó còn 10 tại ngày 31/12, nhưng mà khi kiểm kê nó còn 9 thôi. Vậy là thừa hay thiếu? Thiếu thầy. Thiếu. Như vậy khi mà nó thiếu như thế này nè, khi mà chúng ta kiểm kê như thế này nè các bạn, thì chúng ta có lập chứng từ không? Khi kiểm kê chúng ta có lập chứng từ không? Có kiểu có lập. Lập hiện trạng số lượng thực tế còn tồn. Khi kiểm kê chúng ta phải lập chứng từ là biên bản kiểm kê. Vâng. Và trong đó nó có một cái chênh lệch thừa. Đúng. Chênh lệch thiếu. Đó. Nguyên nhân. Và nguyên nhân. Đó, chúng ta ghi ra. Đó. Ở đây là chênh lệch rồi đó. Ta lấy này, chúng ta trừ này. Đó. Đây là chênh lệch thiếu. Đó. Ủa khi mà chúng ta kiểm kê á, khi mà chúng ta kiểm kê á, ví dụ như chúng ta mà kiểm kê đột xuất thôi, chúng ta kiểm kê đột xuất thì chúng ta có báo cáo gì không? Chúng ta có báo cáo với thủ kho là tí nữa chị xuống chị kiểm kê không? Không, không. Đột xuất mình không. Đột xuất không kiểm kê. Mà mình thấy trên sổ của mình á, mình thấy cái mặt hàng mì gói này tại ngày đây là mình thấy nó còn 10, mình thấy nó sai sai hay sao đó.
cái mình xuống kho mình kêu lấy cái mặt hàng mì gói ra cho chị xem còn bao nhiêu gói, nói vậy đó. Còn nếu mà chúng ta kiểm kê định kỳ tháng quý năm á, thì trước đó chúng ta có thông báo lại thủ kho không các bạn? Ví dụ như là chủ nhật tuần này mình đi kiểm kê thì mình có thông báo với lại thủ kho ở dưới kho là chủ nhật tuần này mình có đi kiểm kê không? Có. Có. Nếu mà chúng ta kiểm kê định kỳ chúng ta thông báo cho người ta để người ta sắp xếp kho chuẩn. Mà định kỳ thì người ta cũng biết lịch, là ví dụ như hàng tháng vào ngày này quy định của công ty sẽ kiểm kê thì người ta sẽ làm gọn gàng. Đúng rồi, người ta sẽ chuẩn bị. Thì cái khúc mà đi kiểm kê ở đây nè, khi kiểm kê á là các bạn kiểm kê vào ngày nào thì các bạn in cái bản nhập xuất tồn của bạn ra tại ngày hôm đó, in ra để đi đối chiếu. Ví dụ như chúng ta kiểm kê ngày 31 tháng 12 thì chúng ta in cái nhập xuất tồn tại ngày 31 tháng 12 ra. In ra thì chúng ta mới biết là từng mặt hàng nó có mã hàng không các bạn? Có. Ví dụ như mì gói và nước suối. Ví dụ công ty mình có mì gói và nước suối thì quá dễ không? Quá dễ. Mì gói nó chỉ có một loại mì gói thì quá dễ, nhưng mà ở những công ty nó có nhiều loại mì gói không? Nhiều loại. Mì gói Colusa, mì gói Milliket, bà la quá trời luôn. Chúng ta phải đặt cái mã nha. Chúng ta kiểm soát là kiểm soát theo mã. Như vậy xuống kho kiểm kê á, chúng ta phải kêu là lấy cái mã ABC này ra. Lấy cái mã BCF này ra. Đó, lấy cái này cái mã các bạn. Lấy mã là chúng ta xem. Ủa khi đi kiểm kê á, là các bạn có trực tiếp kiểm được không hay là ai sẽ là người kiểm? Thủ kho là người kiểm đối chiếu với sổ kho của mình. Thường thường á nha, kho ví dụ như mà nhỏ á, nó có ít mặt hàng á, là gồm thủ kho với lại kế toán kho là đủ rồi. Nhưng mà có nhiều kho nó có 100 cái mặt hàng thì phải chia ra rất là nhiều đội, hiểu không các bạn? Nhiều đội, nhiều nhóm. Vậy trong cái đội nhóm đó là 100% phải có một người chuyên gia về cái lĩnh vực đó, tức là người ta biết được cái mặt hàng đó kiểm đếm làm sao, biết được mã mới biết được tên hàng. Đúng rồi, phải có một người chuyên gia đó, là người ta đó trực tiếp người đó sẽ đếm các bạn. Còn các bạn chỉ cần viết thôi. Vậy các bạn in nhập xuất tồn ra, các bạn xuống các bạn kiểm kê, các bạn cầm thêm một cái viết, các bạn viết lại mặt hàng ABC 9 rồi ghi vô số 9. Nhưng mà là một người viết hay mấy người viết? Hai người viết để cho nó công bằng. Nhiều khi các bạn ghi 9 mà bên chỗ kia nó ghi 10 sao? Đúng rồi. Đó, hai người cùng viết mà nhiều khi còn phải đối chiếu nói mắt ra. Nên bây giờ là tự các bạn khi mà kiểm kê á, là kiểm tháng này tháng nọ, các bạn sẽ tự rút kinh nghiệm ra để các bạn kiểm kê. Còn tôi nói là trên cơ sở nó là như vậy, những cái kinh nghiệm của tôi, được chưa? Rồi ạ. Nói chung cứ làm đi rồi mình sẽ biết. Kiểm kê, kiểm kê tức là kiểm đếm, đơn giản thôi. Các bạn nhà các bạn có kiểm kê gì không? Có chứ, kiểm tiền. Kiểm tiền là kiểm hàng ngày, kiểm thường xuyên rồi. Thỉnh thoảng mày kiểm xem là còn bao nhiêu gạo đi đông thế. Không, kiểm gạo thì cái đó là ước chừng, cái đó cũng gọi là kiểm kê cũng được. Nhưng mà tiền các bạn á, kiểm kê các bạn có kiểm không? Tôi nói thiệt các bạn nha, trong bóp của các bạn á, các bạn chỉ để ý cái tờ 500.000, cái tờ 200.000, để ý còn bao nhiêu triệu thôi, chứ còn mấy chục ngàn các bạn không kiểm. Vậy điều đó nói lên một vấn đề gì? Cái đấy là người không cẩn thận thôi. Đấy, nắm người cẩn thận, người ta sẽ ghi cẩn thận là ngày hôm nay là có 1 triệu, xong rồi tiêu hết bao nhiêu còn bao nhiêu. Đấy là người cẩn thận. Không, bây giờ hiện tại nói các bạn ngay trả không phải cẩn thận nữa. 100 người không có ai nói trong bóp mình chính xác bao nhiêu tiền, không ai nói là 1.000, 2.000, không có. Anh có 3 tờ 500, ví dụ như là anh còn 4 triệu chẳng hạn, tờ 500, tờ 100, tờ 200, còn 50.000 hay 20.000 hay 2.000 không ấy. Điều đó nói lên một vấn đề là trọng yếu hay không trọng yếu. Rồi.
Nhìn đến đây nè. Như vậy là khi mà chúng ta kiểm kê thì chúng ta phải lập cái biên bản kiểm kê. Thì cái biên bản kiểm kê này các bạn ghi ra là hôm nay ngày mấy tháng mấy tại kho này chúng tôi gồm có ông A, ông B, ông C cùng tiến hành kiểm kê các mặt hàng như sau. Mặt hàng A, mặt hàng B, mặt hàng C, mã, rồi tên, rồi số lượng theo sổ sách, số lượng thực tế kiểm đếm, ở đây là kiểm đếm, ở đây là chênh lệch. Rồi bên dưới đây là giải thích nguyên nhân, ghi chú và nguyên nhân chênh lệch đó. Còn không biết nguyên nhân thì cứ ghi rõ ra là chưa rõ nguyên nhân, sẽ do bộ phận nào đó tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch từ đây tới thứ mấy đó, ghi rõ ra rồi ký tên dưới đây, ký tên dưới đây các bạn đó, ký tên dưới đây. Biên bản kiểm kê hôm nay 31 tháng 12 2022 nhé thầy đó. Như vậy là khi mà chúng ta in nhập xuất tồn ra nè, chúng ta in cái mà bản nhập xuất tồn chúng ta ra nè, là chúng ta viết bằng tay thôi, viết bằng tay, rồi sau đó lấy cái bản viết bằng tay đó đó, chúng ta mới lên trên công ty, lên trên phòng chúng ta đánh lại, gọi là biên bản kiểm kê đánh lại, rồi chúng ta ký tá vào đây. Thì chúng ta dựa vào biên bản kiểm kê đây nè, chúng ta mới tiến hành điều chỉnh. Điều chỉnh chúng ta mới ghi chỗ này, dựa vào biên bản kiểm kê, tại ngày kiểm kê, kế toán tiến hành điều chỉnh từ sổ sách về đúng thực tế kiểm kê đó bạn. Đó, ví dụ như ở trên đây là cái mặt hàng này nè các bạn thấy không, mì gói nè, sổ sách là 10 mà kiểm kê là 9 thôi, thì nó thiếu một, thì các bạn sẽ điều chỉnh làm sao, nợ gì có gì biết không. Sổ sách là 10, kiểm kê là 9, thì chúng ta điều chỉnh nợ gì có gì biết không. Thứ nhất là phải giảm sổ sách xuống là 1 nè, đúng không các bạn? Số lượng nè, nợ 13, số lượng nè, đây là đơn giá nè, có thì chắc chắn là phải có 1561 rồi. Giảm 1 rồi, chúng ta ghi đây là giảm 1. Một khi ghi có là phải ghi nợ. Nếu mà chúng ta chưa biết nguyên nhân, chúng ta ghi 1381 là tài sản thiếu chờ xử lý. Đó. Rồi chúng ta ghi đây là một. Còn cái đơn giá này á, là chúng ta ghi là lấy đơn giá gần nhất của lần nhập, lấy đơn giá gần nhất của lần nhập, nhập kho đó. Ví dụ như là đây là ngày 31 tháng 12 2022, thì mình lấy cái tháng 12 ra, mình coi cái lần nhập gần nhất của mì gói này nè là giá bao nhiêu, thì chúng ta ghi ra đây là đơn giá, ví dụ như là 10 đi, lần nhập gần nhất của tháng 12, ví dụ ngày 28 tháng 12 mình nhập cái mì gói đó là đơn giá là 10, thì mình ghi là 10 rồi. Rồi các bạn hiểu chưa? Rồi, ok chứ các bạn? Dạ rồi ạ. Đó, bây giờ bộ chứng từ nè, bộ chứng từ thì ngay chỗ này nhập kho nè, nó là chứng từ gì? Bộ chứng từ nè, nhập phiếu như chứng từ phiếu giao nhận hàng, chứng từ gốc nè, giao nhận hàng nữa gì nữa, nữa gì nữa em, phiếu giấy báo giá, phiếu báo giá rồi gì nữa, hóa đơn, hợp đồng. Hợp đồng. Nếu mà chúng ta nhập khẩu, nếu chúng ta nhập khẩu thì có bộ hồ sơ nhập, bộ hồ nhập khẩu, bộ hồ sơ nhập khẩu. Bộ sơ nhập khẩu ở đây là gồm tờ khai nè,
Booking list nè, commercial invoice nè. Commercial. Bla bla. Được không? Được. Nhập bộ hồ sơ nhập khẩu nó giống y hệt như là bên nhập khẩu tài sản cố định đó. Nó không khác gì. Rồi. Dựa vào đây nè. Mới lập cái chứng từ ghi sổ nè. Là phiếu gì? Nhập. Ghi sổ là phiếu nhập kho. Đó các bạn. Rồi. Bây giờ xuất kho, xuất kho chỗ đây là chứng từ là gì? Chứng từ giao nhận. Nè. Đây là chứng từ này. Gốc này. Chứng từ gốc ở chỗ đây nè. Nó chính là phiếu giao. Phiếu giao hàng, phiếu xuất kho, phiếu giao hàng. Không. Phiếu giao hàng đi. Đó. Phiếu giao hàng. Rồi, giải được rồi. Hóa đơn. Đó, hóa đơn bán hàng. Rồi từ đây nè mới lập cái chứng từ ghi sổ nè. Là phiếu xuất kho. Rồi. Còn hàng gửi đi bán nè, cái chỗ này nó chứng từ là gì? Chứng từ nè. Chứng từ đó các bạn. Nó chính là cái gì? Phiếu giao nhận hàng của cái đại gửi, cái hàng gửi. Chứng từ gốc này. Đó là phiếu giao nhận hàng. Rồi hợp đồng. Vâng. Rồi phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho kim vận chuyển nội bộ. Đó. Lâm tà la. Nói chung là tùy theo mỗi loại công ty phải có những cái chứng từ gì. Thì các bạn lấy chứng từ đó không có sao cả. Miễn sao các bạn chứng minh là hàng ra khỏi kho. Rồi từ đây mình phải lập cái phiếu xuất kho. Là phiếu xuất kho. Đó bạn. Rồi bây giờ cái chỗ kế toán kho, cái tổng quát vậy các bạn. Được chưa? Bạn có hỏi gì không? Không. Hỏi gì không? Tôi trả lời trước khi qua cái mới. Phần kho này cứ làm tỉ mỉ chi tiết là chính xác. Ok. Bây giờ tôi sẽ nháp cho các bạn xem về cái một cái nghiệp vụ nha. Để các bạn xem một cái nghiệp vụ này. Ngày 20 tháng 1 2022. Mình là công ty thương mại bán mì gói và nước suối luôn nha. Và công ty nhận được hàng là mì gói từ Masan chuyển qua kèm theo bộ chứng từ gốc như sau. Một nè là hợp đồng, hai là hóa đơn, ba là biên bản giao nhận hàng. Giữa hai bên với số lượng khớp đúng hóa đơn và hợp đồng, trị giá hóa đơn như sau. Trị giá hóa đơn như sau nè, là trên đây là hóa đơn nó ghi là mì gói nè, được không? Đơn vị tính nè, thùng, được chưa? Số lượng 5 thùng, đơn giá 200.000, thành tiền bằng
1 triệu. Đó, đơn giá 200 thôi. Rồi ở đây thuế suất 10%. Rồi. Đó. Rồi. Sau đó công ty trả tiền mặt cho nhà cung cấp luôn cùng ngày. Rồi. Bây giờ mình làm kế toán ở công ty này. Ví dụ như sau khi mà hàng kiểm đếm xong nè. Hàng kiểm đếm xong thì tự động quy trình của bên mình là cái ông thủ kho chẳng hạn, hay là bộ phận mua hàng, nó sẽ đem hợp đồng, hóa đơn, biên bản bàn giao, kêu cái ông Hassan á đi lên phòng kế toán gặp kế toán thanh toán để nhận tiền. Được chưa? Rồi. Vậy lúc đây mình làm kế toán ở cái phòng, ở cái phòng này, thì đầu tiên nè là mình có hai kế toán đi chẳng hạn. Đầu tiên là có kế toán kho. Như vậy là cái bộ chứng từ này là cái ông phòng mua hàng đi chẳng hạn, ổng đem lên cho kế toán kho. Thì kế toán kho nè các bạn, kế toán kho dựa vào chứng từ gốc, bộ chứng từ từ phòng mua hàng chuyển sang. Thì cái lúc đây nè các bạn, là bạn làm kế toán kho tại chỗ đây, thì về nguyên tắc các bạn sẽ có được hợp đồng, hóa đơn, biên bản bàn giao mà nó có chữ ký của gì, thủ kho, người mua hàng và người giao hàng. Thì cái ông kế toán kho này ông phải kiểm tra tất cả những cái chứng từ này hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, chữ ký đầy đủ, hiểu không? Có. Hợp đồng là mua mì gói thì hóa đơn phải là ghi mì gói, và biên bản bàn giao cũng phải ghi mì gói. Hợp đồng là mua mì gói ABC chẳng hạn thì hóa đơn phải ghi mì gói ABC, và biên bản bàn giao cũng phải ghi mì gói ABC, chứ không phải một đồng mua mì gói ABC nó giao mì gói lẩu Thái, hai cái khác nhau, gọi là chứng từ không hợp pháp, hợp lý, hợp. Vâng. Hiểu không? Hiểu cách kiểm tra chưa? Rồi ạ. Kiểm tra bộ chứng từ là nó phải logic tất cả các chứng từ với nhau mới gọi là kiểm tra bộ chứng từ. Chứ không thầu là râu ông này cắm cầm bà kia. Hiểu không? Có. Rồi. Thì kế toán kho sẽ tiến hành ghi nợ của 1561, nợ 133, có của 331. Luôn luôn như vậy luôn. Không phân biệt đã trả tiền hay chưa. Nãy nói rồi, không phân biệt đã trả tiền hay chưa. Cứ giờ kho cứ như vậy. Không, cái đóng kho như vậy. Rồi, sau khi mà nhập kho xong rồi nè. Thì ông kế toán thanh toán khúc đây trả tiền thì đem lên, thì ông massage ông đòi tiền, thì ông kế toán thanh toán sẽ vào phần mềm, vào phần mềm kiểm tra là ông kế toán kho này nè, ông có nhập được 331 phải trả, đây là phải trả cho massage rồi. Được chưa? Ngay lập tức nè. Ngay lập tức là kế toán thanh toán. Còn không cái khúc này nè các bạn, khúc này nếu mà đúng quy trình luôn, nếu chẳng hạn là làm sao, là kế toán công nợ phải trả, là kế toán kho luôn á, kim kế toán kho lập cái phiếu đề nghị thanh toán. Nếu mà đúng như vậy rườm, nó hơi rườm ra, nhưng mà đúng hồi nãy tôi nên tôi dạy cho các bạn, tôi hay nói các bạn làm sao, muốn lập phiếu chi là phải có một cái chứng từ trước đó để mình biết là chi tiền, mới gọi là tác nghiệp tương tác với nhau. Các bạn có hiểu không? Có. Theo đúng là như vậy các bạn. Nếu mà các bạn làm chủ chỉ nó mà như vậy, là sẽ lập cái phiếu đề nghị thanh toán trả cho massage. Đó. Thì khúc đây là đúng nữa nè. Đúng nữa nha. Là các bạn lập cái giấy đề nghị thanh toán này nè.
trình cho kế toán trưởng, rồi trình cho giám đốc duyệt. Tức là giám đốc mặc dù mình mua mình kêu là trả tiền, nhưng mà qua giám đốc không duyệt sao? Đúng. Kêu thôi về đây 2-3 hôm nữa tôi trả, nay hết tiền rồi. Thì thôi thì chưa, lúc này chưa trả tiền. Đúng quy trình là như vậy. Nếu mà làm đúng là mới có cái giấy đề nghị thanh toán này các bạn. Đem qua cho sếp, đem qua kế toán trưởng duyệt, rồi sau đó giám đốc duyệt. Trình nữa nè. Rồi ok, duyệt rồi đúng không? Ok, tôi làm kế toán thanh toán tôi thấy duyệt rồi nè. Tôi vào phần mềm Misa. Lập phiếu chi. Đó. 2 liên, 3 liên gì đó. Là cái ghi nợ của 331. Có của 111. Bằng. Đó, nó là như vậy các bạn. Hiểu không? Ủa. Vậy bây giờ tôi thao tác trên phần mềm Misa cho các bạn xem nha. Bà. Rồi, bây giờ chúng ta mở Misa ra nè. Đó, giờ chúng ta xem đây là một nghiệp vụ, đây là ngày 20/1 đúng không? Đây nghiệp vụ nè, bây giờ chúng ta đặt cái đây là mì gói đúng không? Thì đầu tiên nữa các bạn, chúng ta vô cái mua hàng. Được chưa? Đó. Vô mua hàng, chúng ta vô chứng từ mua hàng. Đó, chúng ta gõ trên này nó có mua hàng trong nước nhập kho nè. Chúng ta bấm vào đây. Chưa thanh toán nè, thì chúng ta bấm chưa thanh toán. Còn thanh toán ngay tức là trả tiền luôn thì khúc đó nó trả luôn, chúng ta cứ ghi chưa thanh toán đi. Rồi, kèm hóa đơn. Rồi phiếu nhập nè. Chọn nhà cung cấp. Thì chúng ta chưa có nhà cung cấp. Đây là dòm kỹ này nha. Chúng ta đang ghi cái công nợ, đây là công nợ phải trả nè cho Masan nè. Chúng ta chưa có nhà cung cấp, ví dụ chúng ta gõ nè Masan, nó chưa có nè. Chúng ta bấm vô dấu mũi tên này nè. Đó, chúng ta vào đây. Chúng ta tổ chức nè, mã số thuế nè. Chúng ta lấy mã số thuế của một công ty ra được không? Chúng ta tạo lấy mã số thuế của công ty massage ở trên hóa đơn ra tạo. Đúng rồi, đó, chúng ta lấy đây. Nếu mà chúng ta gõ đúng thì chúng ta bấm đây là nó lấy thông tin lên nè. Hiểu chưa? Thôi mình lấy ô tô Trường Hải luôn đi. Thay vì massage mình lấy đây là ô tô Trường Hải. Đây mình ghi là ô tô Trường Hải. Ô tô Trường Hải bán mì gói, được chưa? Ví dụ thế. Ờ, à, cho dễ, sửa tới sửa lui rối lắm. Rồi. Đó, chúng ta điền mấy thông tin này vô mã nè, mã của nhà cung cấp nè các bạn. Các bạn tạo mã nhà cung cấp, thường thường các bạn tạo làm sao, các bạn lấy hai tên cuối này chẳng hạn. Đó, chúng ta ghi là Trường Hải. Đó, được không? Được. Còn nếu mà chúng ta sau này chúng ta làm, chúng ta phải đánh cái ký hiệu là 15 ký tự chẳng hạn. 15 ký tự, trong đó 10 ký tự đầu là hai chữ cuối cùng. Rồi 5 chữ sau thì các bạn lấy mã số thuế chẳng hạn. Đó, vậy đó. Như vậy là cách đặt mã tùy các bạn được không? Được, được. Mấy cái đó nhức đầu lắm. Đặt như nào sau nhớ tìm cho dễ. À, rồi nhóm khách hàng nhà cung cấp rồi. Các bạn tạo ra cái nhóm này. Ví dụ cái nhóm này là nhóm ở Đồng Nai chẳng hạn. Hay như thế nào đó. Các bạn muốn mà quản lý theo khu vực chẳng hạn. Khu vực miền Bắc, khu vực miền Nam, khu vực miền Trung, thì các bạn tạo ra cái nhóm, nhóm các bạn ghi là nhóm khu vực miền Bắc đó, đó đó là cái đây là những cái thêm, các bạn muốn thêm cái gì thì các bạn thêm, rồi các bạn thêm cái gì thì các bạn thêm, tài khoản nè, tài khoản của cái công ty đó, các bạn thêm tài khoản công ty đó vô, được chưa? Đó, thêm gì thêm, còn không đại khái tới chỗ này thôi được rồi. Mấy cái mà nhóm nhóm đây nè, mấy cái chỗ này quan trọng lắm. Sau này nếu mà chúng ta làm những báo cáo quản trị, chúng ta tìm hiểu sâu cái này. Còn bây giờ tôi chỉ các bạn cách hạch toán đơn giản thôi. Chúng ta bấm cắt. Đó, chúng ta chọn nhà cung cấp Trường Hải. Rồi cứ bấm tab thôi các bạn, tab nó cứ nhảy. Đó.
nhân viên mua hàng, nếu chúng ta quản lý cái nghiệp vụ này của bộ phận mua hàng nào, chúng ta gõ nhân viên mua hàng nè, kèm theo chứng từ gốc này đó, các bạn thấy không? Nhắc lại nè, màn hình nhập liệu chính là chứng từ ghi, từ ghi sổ đó, nên nó kèm theo chứng từ gốc này đó, thấy chưa? Ví dụ nghiệp vụ đây nè, ví dụ như chỗ đây chúng ta ghi là bao nhiêu chứng từ gốc nè các bạn, đó đó, mấy chứng từ gốc nè, ba cái nè, thì chúng ta ghi đây là ba. Hiểu ý tôi nói không? Có. Thì sau này kiểm đếm số chứng từ gốc. Nhưng mà thường thường cái đó không ghi này. Không ghi. Là biến, không ghi. Ghi ba hồi muốn kiểm tra hai chứ cha. Không ghi gì cho nó mênh mông. Rồi, ngày tháng 5 này chúng ta ghi ra. Đây 20 tháng 01 2022 chúng ta ghi ra, đó. Rồi. Nhập kho nè. Chúng ta ghi là đây là phiếu nhập kho này, các bạn thấy không? Có nhập kho. Chúng ta ghi là nhập kho 2201001 đó, vậy đó. Điều khoản thanh toán ta tạo ra, số ngày được nợ, hạn thanh toán. Số ngày được nợ là sao? Là ví dụ như chúng ta mua ngày 20 tháng 1 nè, nó cho mình nợ 30 ngày. Tính từ ngày này, tính từ tháng 1 thì chúng ta ghi số ngày được nợ là 30 ngày. Vậy mình tính ra hạn thanh toán nè là lúc nào? Hạn thanh toán 30 ngày mình cộng ra là nó tầm ở tháng 2, là 20 tháng 2. Rồi thì mình bắt đầu mình thêm cái nhắc việc vô là tới 20 tháng 2 là nó nhắc nợ mình. Bấm vô đây. Hiểu không? À. Đó, mấy nên như chỗ Misa nó thiết kế cho mình, tất cả mấy cái trường đây là phục vụ cho quản trị các bạn. Rồi. Wow. Phục vụ quản trị này các bạn cứ nghiên cứu thêm nha. À. Rồi. Hóa đơn. Không, khoan hãy qua tab hóa đơn. Chúng ta xuống cái chỗ này đi. Chúng ta cứ bấm tab. Bấm cái tab nha. À bây giờ qua mặt hàng. Chúng ta bấm đây. Nếu mà chúng ta chưa có mã hàng nè, chúng ta bấm dấu cộng rồi. Chúng ta thêm mã hàng. Mì gói. Đó, mã hàng nè. Chúng ta ghi mã nè, chúng ta ghi là mì gói, tên là gì đó, mì gói Colusa thì Omachi cho dễ nhớ. Nhóm vật tư hàng hóa, nhóm vật tư thành phẩm hoặc là hàng hóa, đây là hàng hóa, chúng ta bấm vô đây đó. Còn nhóm nữa nè, chúng ta mai mốt chúng ta xem. Cái đây là mã thôi nha, cái này tính chất là vật tư hàng hóa. Còn cái nhóm này á, ví dụ như sau này nè, chúng ta vừa có mì gói hàng, vừa có mì gói chúng ta mua là thương mại, và chúng ta vừa có mì gói chúng ta sản xuất, thì nhóm đó là như vậy á, thì chúng ta sẽ nhóm vô. Ví dụ như đây là mì gói hàng hóa thì chúng ta bấm vô mì gói hàng hóa. Thì sau này chúng ta mà làm sao có cái mì gói mà chúng ta sản xuất nữa thì chúng ta bấm thêm thêm danh nè, hay là thành phẩm là có rồi nè, đó nó thuộc nhóm là hàng hóa hay thành phẩm. Cái đây là chúng ta quản lý theo nhóm mà chúng ta cần quản lý, được không? Được. Hiểu ý tôi nói không? Có. Ở đây là chúng ta có thể xóa hết mấy cái này, chúng ta bấm thêm, được chưa? Ví dụ như vậy đây. Ví dụ đây là mì gói, chúng ta có 5 mì gói, 5 cái mì gói Colusa, nhóm Colusa, và chúng ta có nhóm mì Lẩu Thái, chúng ta có nhóm mì Awan. Vậy chúng ta có mấy nhóm? 3 nhóm. Thì cái chỗ Colusa đây nè, thì chúng ta tạo ra thành nhóm đây nè. Chúng ta bấm thêm nhanh đi nè. Chúng ta ghi là nhóm. Nhóm gì? Nhóm 1, nhóm Colusa. Nhóm Colusa. Đó vậy đó. Thì khi mà chúng ta nhóm như vậy á, là khi chúng ta lên cái nhập xuất tồn á, là nó sẽ thể hiện ra từng cái nhóm Colusa có những cái loại nào. Lẩu Thái có những cái loại nào. Nhìn nó dễ hơn. Lẩu Thái có gói to, gói nhỏ đi hả thầy? Tự nhiên là gói 100g, gói 200g thì nó cũng vào đúng, theo cái nhóm đấy chẳng hạn. Đúng rồi, ăn thua cái đây là cái nhóm mà cái mà chúng ta muốn quản trị thôi.
và nó rất là hay á, cái nhóm này cũng rất là hay, hiểu không? À. Đó, nên chúng ta ở đây chúng ta tôi không có dạy Misa nên không có thực hành với các bạn, nên tôi chỉ dạy cho tôi làm sao tôi định khoản cái này cho các bạn xem thôi. Được rồi, là nó tới cái chỗ này thôi. Còn đi vô kia nó mất thời gian đó. Đó là mình học Misa sâu đi. Rồi. Bây giờ chúng ta tới cái chỗ này, đó tạo ra rồi nè. Đơn vị tính nè các bạn. Đơn vị tính là thùng chẳng hạn. Chúng ta đang nhập là thùng. Ghi là thùng. Đó. Nếu mà ở đây nó không có chúng ta bấm thêm vô. Bấm thêm nè, chúng ta gõ đơn vị tính vô. Còn đây là mà thằng Misa nó có những cái đơn vị tính thông dụng rồi, chúng ta cứ bấm vô mà nó có thì chúng ta chọn thùng, chúng ta chọn thùng. Đó. Này, ví dụ như cái này nó có bảo hành hay không, số lượng tuồn tối thiểu. Đó, diễn giải nè. Rồi. Kho nè các bạn. Cái mì này á. Cái mì này là nó ở kho nào? Ví dụ như vậy đi. Khi chúng ta mở công ty ra là ở Hồ Chí Minh. Chúng ta có một cái kho ở Hồ Chí Minh và chúng ta có một kho ở Bình Dương. Vậy khi mà chúng ta nhập cái mì gói này nó về cái kho Hồ Chí Minh thì chúng ta phải tạo cái kho là Hồ Chí Minh đúng không? À. Đó vậy đó. Không, chúng ta bỏ qua chỗ này. Chúng ta bỏ qua chỗ này cũng được. Tại chúng ta đôi lúc cái mì này mình tạo chung thôi, mình chưa biết nó nằm ở kho nào thì thôi mình bỏ qua. Còn nếu mình biết chắc chắn nó nằm kho nào thì mình luôn luôn mì gói là về kho Hồ Chí Minh thì chúng ta tạo là kho Hồ Chí Minh. Rồi tài khoản kho nó là 1561. Chúng ta bấm đâu. Rồi tới đây thôi được rồi. Đó, tới đây thôi được rồi các bạn. Còn mấy cái chỗ này là các bạn thêm thôi. Rồi, chúng ta bấm cắt. Đó, bấm cắt. Rồi được không? Vô thì chúng ta chọn kho nè. Đó, nếu mà bây giờ chúng ta biết là mì gói này nhập về ở kho nào thì chúng ta chọn kho. Là chúng ta chọn kho này, chúng ta gõ đây là kho Hồ Chí Minh. Đó. Đây là kho Hồ Chí Minh. Tài khoản kho 1561. Địa chỉ là 194 Hai Bà Trưng, quận 1. Rồi, chúng ta bấm cắt. Đó, chúng ta phải chọn kho. Rồi. Thùng số lượng, bây giờ chúng ta coi số lượng là mấy đây? 5. 5 thùng. Chúng ta ghi số lượng là 5. Đơn giá là 200.000 trên thùng. Chúng ta gõ là 200. Rồi, nó đang chịu rồi nè. Đó. Cái này nó có V không? Có. Cái này nó có VT nè. Thì chúng ta thấy chỗ đây là tiền V của nó nè. Nó bằng 0 là nó đang bị thiếu. Thì chúng ta bấm qua tab thuế nè các bạn. Bấm qua tab thuế nè. Đó, chúng ta gõ chỗ này thuế suất bao nhiêu phần trăm nè? 10%. Hiểu không? À. Bây giờ hiện tại nó có một cái mức thuế suất là 8% nữa đó. Thế làm nào để ghi vào được rồi thầy? Ta phải điện qua Misa, chúng ta gõ hỏi Misa cập nhật lên cái chỗ này thành 8% chưa? Hiểu không? Và lúc đầu kêu cập nhật rồi thì nó chỉ cho mình cách update lên. Update là vô chỗ trợ giúp đây nè, vô tiện trợ giúp nè, nó có chỗ mà tự động cập nhật đây nè, đó mà bấm vô đây nè. Nó tự động cập nhật cho. Được không? Còn được. Không được, còn không được thì cứ gọi bên Misa. Nè, nên nhớ một cách làm là sao? Mình làm cái gì mà liên quan tới ông nào thì mình hỏi ông đó đi nha, chứ đừng hỏi tôi. Dạ. Hiểu chưa quý? Dạ. Làm Misa thì bên Misa nó là chuyên gia làm cách nào? Tại vì nhớ giùm tôi, không có tại vì ở đây mình làm cái ông gì á là mình hỏi cái ông đó là hay nhất, chứ đừng có hỏi tôi. Tôi là cái người mà hướng thôi, giống như tôi kế toán trưởng thôi. Tôi chỉ cho các bạn làm, tôi chỉ cho các bạn tác nghiệp. Hiểu không thấy? Ông kế toán trưởng là ông như ông kế toán trưởng là ông như vậy. Chứ ông kế toán trưởng không đi với chi tiết. Cái chi tiết là có kế toán từ phần hành rồi. Kế toán từ phần hành phải tự biết tác nghiệp.
ông làm kế toán tiền lương liên quan tới bảo hiểm, liên quan thuế nhập cá nhân thì tự tác nghiệp với mấy ông đó mà làm, được chưa? Chứ hỏi ông kế toán trưởng, ông biết nó là lạ, ông biết không? Không, ông không biết, nhưng mà ông biết cách làm không? Ông biết cái đường đi không? Biết, biết. Ông biết cái đường đi, nhưng mà vô chi tiết ông kêu các bạn làm, ông kêu các bạn tác nghiệp để làm sao nó ra đó. Rồi đó, bạn gõ lại 10% là nó nhảy ra là đó, 10%, nó có tài khoản thuế rồi nè, đó có tài khoản thuế rồi. Rồi ngay chỗ đây các bạn bấm 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 hồi nhảy xuống đây bị sai rồi, các bạn làm sao đây, nó nhảy thêm vòng rồi, bấm bấm chỗ này, bấm bấm xóa chứng từ đó, bấm xóa chứng từ. Ví dụ các bạn bấm lỡ 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 mà xuống đèn vòng nè, bấm bấm nút phải nè, bấm xóa chứng từ. Rồi như vậy bây giờ nó ra cho mình cái chỗ đây là 1.1 triệu chưa? Rồi ạ. Đúng rồi, nó ra 1.1 triệu rồi. Các bạn bấm cắt, bấm cắt. Số hóa đơn không được bỏ trống. À, như chỗ đây là phải để hóa đơn. Vậy bây giờ chúng ta qua, vậy hồi nãy chúng ta nhập cái tab phiếu nhập kho này. Vậy chúng ta qua cái tab hóa đơn. Tại chúng ta ghi đây là nhận kèm hóa đơn nè. Đó, ví dụ chúng ta ghi là không kèm hóa đơn thì chúng ta không cần phải gõ cái tab hóa đơn. Đây ghi nhận kèm hóa đơn, chúng ta bấm vào đây. Rồi. Thì cái chỗ đây nè, chúng ta kiểm tra cái khi chúng ta nhận cái tờ hóa đơn á thì nó có mẫu số gì đó, chúng ta ghi ra. Rồi số hóa đơn. Ký hiệu hóa đơn. Rồi, số hóa đơn. Rồi, chúng ta bấm cắt. Mấy cái này là nó dựa trên hóa đơn nha, chúng ta làm. Rồi. Đó, xong rồi các bạn. Bây giờ chúng ta thử coi nha. Chúng ta thử làm sao đây? Bây giờ dòm đây. Cái này nó ghi vào cái chứng từ nào các bạn? Ờ, nó ghi vào cái sổ nào nè? Sổ nào? Sổ sách ghi nè. Một là những ký chung. Hai là sổ nào? Sổ cái 1561 nè. 133. Cái này là chúng ta ghi 1331. Và 331. Rồi, ba là sổ gì? Sổ chi tiết, chi tiết. Sổ chi tiết của cái đối tượng nào? Ô tô trường. À, có cái người bán. Đúng rồi. Sổ chi tiết của đối tượng ô tô Trường Hải của cái sổ cái 331 á. Rồi, đây là sổ chi tiết nào nữa? Đây là sổ chi tiết nào? Của sổ chi tiết nào nói? Tiền gói mặt hàng của mặt đúng rồi. Sổ chi tiết của mặt hàng mì. Đúng. Đúng rồi, sổ chi tiết của mặt hàng mì gói. Hàng mì gói của sổ cái tài khoản nào? 1561. Rồi bây giờ chúng ta vào, chúng ta học nó là như vậy, chúng ta vào phần mềm chúng ta test thử coi nó có đúng như vậy hay không. Chúng ta xem đây, chúng ta vô báo cáo nè, chúng ta vô tổng hợp nè, chúng ta xem nhật ký chung nè, chúng ta gõ nè, từ tháng 1 tới tháng 1 chúng ta bấm đồng ý nè. Đây các bạn, nó có nhập liệu chưa nè, nó nhập liệu cho mình nè, 1561331 nè, 1 triệu nè, 1331331 nè, đó. Vậy là nó có nhập liệu vô chưa các bạn? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem nó có đi vô sổ cái của ba tài khoản này không. Chúng ta xem, chúng ta vô chỗ này. Đây. Chúng ta gõ đây là 1561. Chúng ta gõ là 1331. Chúng ta gõ là 331. Rồi chúng ta bấm này, từ ngày đến ngày nè, chúng ta bấm đồng ý.
nè, nó ra nè, sổ cái nè, đây là sổ cái tài khoản nào đây, 331 rồi, đúng rồi nè, rồi sổ cái 1561 nè, hiểu không? Rồi sổ cái 331 nè, đó đúng rồi đó, dễ được chưa? Nè, đúng rồi nè, hai dòng nè, 1,4 triệu nè. Rồi bây giờ chúng ta qua sổ gì các bạn? Chi tiết. Sổ chi tiết. Bây giờ sổ chi tiết thì chúng ta mua hàng, chúng ta bấm như đây, ta coi sổ chi tiết phải trả nè, chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp nè, ta bấm như đây đó. Đó, chúng ta chọn Trường Hải nè, là chọn từ tháng 1 đến tháng 1. Ta bấm đồng ý. Ờ, nó không ra nè, chúng ta phải xem lại vì sao nó không ra. Coi lại sổ chi tiết công nợ phải trả. À, chúng ta chọn sai nè, chúng ta chọn sai cái ngày nè các bạn thấy không? Ta chọn là 01/01/2022 tới 31/01/2022 nó mới đúng. Ta bấm đồng ý. Đó, nó ra nè. Đó. Nè, ngày chứng từ, số chứng từ diễn giải nè, từ chị mốt nè, đúng chưa? Dạ đúng. Đúng rồi đó. Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn, thử coi nó ra không? 2022. Chúng ta ăn thua chúng ta nhập vô cái trường nào đó để nó ra thôi. Chúng ta bấm đây các bạn, khi mà chúng ta bấm vô sổ chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn thì các bạn thấy là từng cái dòng mà số còn phải trả đây nè là nó ghi số hóa đơn rồi đó, tức là cái số mà mình phải trả cho cái nhà cung cấp nào đó mà theo hóa đơn á thì nó sẽ thể hiện cho mình từng dòng theo từng hóa đơn. Ví dụ ngay chỗ đây mà nó còn cái phải trả đầu kỳ nữa là 2 triệu nữa đi thì nó sẽ thể hiện cái chỗ này của mình đó là 1,1 triệu nè, là mới phát sinh nè, và nó thể hiện cho mình 2 triệu nữa nè, là cái số hóa đơn của cái tháng 12 năm 2021 cho chúng ta, gọi là công nợ theo hóa đơn. Như vậy khi mà chúng ta mà theo dõi công nợ phải trả theo hóa đơn như thế này á, thì khi mà chúng ta thanh toán tiền cho nhà cung cấp á, thì chúng ta cũng phải biết là cái số tiền trả cho nhà cung cấp đó là của cái hóa đơn nào để chúng ta chọn đúng cái hóa đơn đó, thì cũng đó chúng ta mới ra được cái báo cáo công nợ theo hóa đơn nó mới đúng được. Các bạn công nhận tôi không? Vâng. Tự nhiên là theo dõi công nợ theo từng hóa đơn mà hồi trả tiền á là không có trả theo từng hóa đơn thì sao nó ra báo cáo công nợ theo từng hóa đơn được. Hiểu ý tôi nói không? Vâng. Rồi tí nữa tôi bấm cho các bạn xem. Rồi xong rồi đó. Bây giờ chúng ta xem sổ chi tiết của cái mặt hàng mì gói nè. Chúng ta vô kho nè. Vô kho nè các bạn. Vô kho nè. Chúng ta bấm là sổ chi tiết vật tư hàng hóa nè. Đó, chúng ta chọn là mì gói nè. Chúng ta chọn 01/01/2022 nè. Tới 31/01/2022 nè đó. Ta bấm vô đây. Nè. Nó có là sổ chi tiết nè, nó có bạn dòm nè các bạn. Nè, bạn dòm để ý tôi xem nè. Nó có là nè. Nè các bạn dòm nè, nó có cái tồn nè các bạn. Tồn đầu kỳ nếu mà nó có thì nó nằm ở đây. Rồi nó có nhập trong kỳ không? Alo, có không? Có. Nó có xuất trong kỳ không? Có không? Ừ. Có. Và nó có tồn cuối kỳ không? Có.
Nếu mà nó có tồn đầu kỳ nó sẽ nằm ở cột này luôn các bạn. Nó còn nằm tồn đầu kỳ nó sẽ ghi là tồn đầu kỳ cho các bạn. Rồi. Thì chúng ta làm ví dụ như ông sếp cũng kêu mà gửi cho anh cái bảng nhập xuất tồn của tháng 1 2022 theo từng mặt hàng, thì các bạn vô tổng hợp tồn kho nè. Đó, bạn bấm kho Hồ Chí Minh. Ví dụ như mình có kho Hồ Chí Minh, kho Bình Dương thì mình bấm kho Bình Dương. Đó vậy đó. Rồi, nó bấm vô đây. Đó, nó mới có mì gói thôi nè. Đầu nè, nhập xuất cuối nè, đó. Ví dụ như cái này nó có là mì gói nước suối thì có nước suối ở đây. Đó. Các bạn ok không? Các bạn rõ chưa? Để tôi qua cái chỗ khác. Dạ rồi. Ok như Bích Thúy. Ok, tôi qua chỗ khác nha. Dạ được thầy. Rồi, bây giờ chúng ta xem. Bây giờ chúng ta qua cái nghiệp vụ trả tiền nè. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta trả tiền. Thì chúng ta trả bằng tiền mặt thì chúng ta vô quỹ nè. Chúng ta ghi là chi tiền hoặc là trả tiền nhà cung cấp cũng được. Tại cái này nó thực tế là trả tiền nhà cung cấp thì chúng ta bấm trả tiền nhà cung cấp. Thì nó định khoản đúng như chúng ta thôi. Còn không chúng ta vô chi tiền. Chọn đối tượng là Trường Hải. Đó. Còn đây nó trả tiền nhà cung cấp luôn thì chúng ta chọn vô cái nhà cung cấp luôn nó đúng hơn. Ta trả tiền nhà cung cấp chúng ta vô đây đi. Ta trả tiền nhà cung cấp. Đó, chúng ta trả tiền mặt nè. Nhà cung cấp nào, ta bấm vô đây. Trường Hải nè. Ngày trả tiền, chúng ta trả ngày 20/01/2022. Rồi chúng ta lấy dữ liệu ra. Đó, như vậy các bạn dòm đây nè. Nếu mà chúng ta mà theo dõi công nợ phải trả theo từng hóa đơn á thì chúng ta phải bấm vô cái chỗ này nó mới đúng được, trả tiền nhà cung cấp. Đó. Thì chúng ta khúc đây nè, ngày trả tiền thì ngày nào chúng ta ghi ngày đó, hôm nay. Chúng ta trả ngày 20 tháng 1, nhân viên bán hàng, mua hàng nào thì chúng ta lấy. Chúng ta tức là cái nhiệm vụ trả tiền này là của cái nhân viên mua hàng nào. Rồi chúng ta bấm lấy dữ liệu thì nó sẽ thể hiện ra là cái nhà cung cấp Trường Hải nó gồm những cái hóa đơn nào. Chúng ta bấm vô đây. Đó. Rồi chúng ta trả cho hóa đơn này thì chúng ta bấm vô hóa đơn này. Đó. Cái hóa đơn này nó tới 1.4 triệu bạn. Chúng ta muốn trả 500.000 thì chúng ta bấm đây 500.000. Đó, chúng ta trả 500.000 thử ra nha. Nó đã 500.000. Nó bấm đồng ý trả tiền. Đó. Thì nó hiện ra chỗ này phiếu chi nè. Mình đang trả, mình nó đang ghi là 21 thì chúng ta sửa lại thành 22 01 001. Rồi chúng ta xem lại có đúng không nè, trả tiền nhà cung cấp nè, đó. Đúng rồi nè. Rồi trả cho chứng từ nào nè các bạn. Đây, trả cho chứng từ này. Nó là 1.1 triệu lận, nhưng mà chúng ta mới trả bao nhiêu thôi? 500. Nhãn hồ chúng ta vô cái sổ chi tiết công nợ theo từng hóa đơn á thì nó sẽ còn bao nhiêu tiền? Còn 600. Đúng rồi, còn 600. Thử rồi đúng không nha? Ta bấm cắt nè. Rồi. Ta bấm cắt. Rồi bây giờ chúng ta xem.
Thay vì hồi nãy đây nó trả là 1 triệu nè, bây giờ tôi trả 500 nè, thì bây giờ tôi bấm vô báo cáo công nợ phải trả cho ô tô Trường Hải theo từng hóa đơn đó, đúng không nha? Mua hàng nè, chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn nè, đó. Chúng ta chọn nè, ô tô Trường Hải từ 1/1 tới 3/4/1 nè. Bấm đồng ý nè. Là đúng rồi các bạn, đâu có sai. Nè, các bạn thấy không? Cái hóa đơn này nè. Giá trị hóa đơn chị bố nè, mình trả có 500 nữa còn 600 nè. Như vậy là cái hóa đơn này mình còn phải trả mấy trăm? Mấy trăm các bạn? Là 600. Đúng rồi, đó vậy đó. Cái này nó có là tiếp nữa các bạn nghiên cứu nè. Chi tiết công nợ phải trả theo mặt hàng nè. Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ nè. Vậy mấy cái này nó là những là cái báo cáo. Nè các bạn dòm nè. Báo cáo đó. Báo cáo nè, là chúng ta học nè. Là công việc cuối cùng á. Đó. Nó ở từng phần hành. Ví dụ như quỹ thì mình có báo cáo sổ chi tiết nè, ngân hàng thì mình có báo cáo là bảng kê số dư từng ngân hàng. Bán hàng thì nó có quá trời loại báo cáo để phục vụ quản trị nè. Ông sếp của mình không cần cái báo cáo gì. Ông sếp của mình không xem luôn. Alo alo, các bạn có nghe tôi nói không? Có, đang nghe. Nhắc lại nè, công việc cuối cùng của người làm kế toán là báo cáo. Đây, báo cáo nè, mình bấm vô báo cáo đây. Mình vô từng cái phần hành của mình. Bây giờ ông sếp ông cần cái báo cáo gì thì mình coi Misa nó đáp ứng được hay không, hiểu chưa? Dạ. Báo cáo bán hàng, bây giờ ông sếp ông kêu mình những cái báo cáo gì mình xem, mình mở ra chỗ đây nè. Mình bấm cái mẫu biểu thử coi. Mình bấm cái mẫu biểu thử coi là hiện tại cái mẫu biểu này nó có đáp ứng được cái nhu cầu của ổng hay không. Hiểu ý tôi nói không? Có. Đó vậy đó, còn ví dụ như nó không đáp ứng được nhu cầu thì sao? Thì phải nếu không đáp ứng yêu cầu thì phải kết xuất ra xong rồi báo cáo Excel. Xong rồi kẻ bảng biểu theo cái ý ông ấy cần yêu cầu vào. Còn thấy mà làm vậy nó mất thời gian để làm báo cáo, xuất ra Excel làm báo cáo cho ông mất hết ngày. Thì mình phải làm sao? Mình phải đề xuất là làm sao? Sửa lại mẫu biểu, gửi bên Misa nó sửa được không? Nó có lấy tiền không? Còn không thì đổi phần mềm. Kêu phần mềm nào nó về nó kết tâm mai cho mình theo ý của mình thì phải tốn. Tốn tiền. Đúng rồi. Misa ở đây á, là nó viết theo cái dạng đóng gói. Tức là cái mẫu biểu nó ban hành như vậy á, anh ứng dụng được thì anh ứng dụng, chứ nó đâu có viết theo nhu cầu của từng công ty. Các bạn có hiểu ý tôi nói không? Vâng, theo nhu cầu phải bỏ thêm tiền đó. Đúng rồi. Rồi hiểu chưa? Dạ rồi. Như vậy về mấy cái báo cáo đây nè các bạn. Khi mà chúng ta vào cái phân hệ mà bán hàng nó có quá trời báo cáo luôn nè. Như vậy để làm được những cái mẫu biểu ở trong đây nè, thì khi các bạn nhập liệu ở cái phân hệ bán hàng, các bạn nhập liệu thì các bạn từng cái trường đây nè, trong đây nó có quá trời cái trường luôn nè, thì chúng ta muốn mà báo cáo công nợ theo ngày nợ hay như thế nào nè, là chúng ta phải nhập đầy đủ tất cả các trường ở trong này. Các bạn phải nhập đầy đủ tất cả các trường ở trong này thì nó mới đáp ứng được cái nhu cầu báo cáo theo ở trong này các bạn. Đây nè, trong đây là nó liệt kê cho các bạn tất cả các dạng báo cáo quá trời nè. Chi tiết công nợ phải thu khách hàng theo hóa đơn nè, phân tích công nợ phải thu quá hạn nè. Thì nếu mà nó phân tích được cái công nợ phải thu quá hạn hay là trước hạn hay là theo tuổi nợ nè, thì 100% khi mà các bạn nhập liệu thì các bạn ngay chỗ này nè, các bạn phải điền cái chỗ này nè. Đây nè, cái chỗ điều khoản thanh toán số ngày nợ nè, hạn thanh toán nè, các bạn phải điền dữ liệu vô mấy cái trường này thì nó mới đáp ứng cho các bạn cái nhu cầu báo cáo công nợ theo tuổi nợ quá hạn. Hiểu ý tôi nói không? Có. Hôm nay mình không có học Visa nên tôi không có thực hành cho các bạn xem, tôi nói cho các bạn như vậy thôi. Mai mốt mình học Visa mình chuyên sâu thì tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu và thực hành, nó sẽ ra cái vấn đề cho các bạn đó, cho các bạn nắm, hiểu không? Dạ. Đây, tôi nhắc lại một lần cuối cùng. Trên Misa nó liệt kê ra cái báo cáo ở từng phân hệ nè, là 100% các bạn cứ bấm vô các bạn xem ở từng phân hệ nó có đáp ứng được nhu cầu của sếp hay không. Thì muốn làm được, nó đáp ứng được rồi là ok rồi, nhưng mà khi mà chúng ta nhập liệu vào phần nhập liệu á,
ở trên từng cái màn hình này nè, thì các bạn mới xem cái báo cáo đó là mình bắt buộc mình phải nhập vào cái cột nào ở trên này thì nó mới ra được cái báo cáo mà mình yêu cầu, mà mình cần xem. Các bạn hiểu không? Ví dụ chỗ đây là phân tích công nợ quá hạn, hay là phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ. Ví dụ bấm vô đây đó, ta bấm vô đây chúng ta xem. Đó, phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ nè. Thì các bạn thấy đi, đó, tên công ty nè, 500 nè, không có hạn nợ nè. Đó, nó có là nợ nè, nợ trước hạn nè, nợ quá hạn nè. Vậy làm sao mà để nó ghi được vô mấy cái chỗ này? Nó ghi được vô mấy chỗ này là các bạn phải điền cái dữ liệu ở trong này. Các bạn phải điền cái dữ liệu ở đây nè. Đó, chỗ này nè. Đó, bạn phải điền ở mấy cột đây nè. Rồi, ok chưa? Rồi ạ. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta học kế toán hàng tồn kho tới đây chứ đi. Rồi bữa sau chúng ta tiếp tục. Vậy được không? Dạ. Như được. Chứ bây giờ học nữa thì cũng vô, nó không có vô nữa đâu. Nó hết bài nhưng mà nó không có vô nữa. Bữa sau chúng ta học tiếp. Rồi, bye bye bạn nha. Vâng, em chào thầy. Bye thầy. Chào thầy.